Phu chiếu hành đi rồi, quản phương nghi lại không đi, trầm mặc hồi lâu lại hỏi. Đạo gia, với thủ đoạn của ngươi mà không thể nghĩ biện pháp từ chối không đi sao? Theo lời Toàn Thái Phong nói, mấy người lăng tiêu các đều có thể nghĩ biện pháp làng tránh. Ta không tin ngươi không có cách nào. Nghiêu hiểu đạo, ngươi cũng biết chuyện công tôn bố rồi. Ta đã sớm bị phiêu miếu các theo dõi chầm chập. Lần này tên của ta nằm trong danh sách đi thánh cảnh có phần không hợp lẽ thường. Ta đi thì còn có thể đối mặt, một khi không di, chỉ e sẽ có phiền toái lớn hơn rơi xuống. Đến lúc đó, e rằng không chỉ một mình ta gặp xui xẻo. Không nương, chúng ta vẫn chưa có thực lực đối kháng, chỉ có thể ẩn nhẫn, cũng chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Lùi một bước mới có cơ hội thấy trời cao biển rộng. Quản Phương Nghi nói lầm bầm, muốn xui xẻo thì cùng xui xẻo luôn, không cần thiết phải để ngươi một mình đi đối mặt. Lão nương không thèm lính cái tình này, bình thường các ngươi đều bị ta hò hét gọi tới gọi đi. Nếu ta đã hưởng thụ lợi ích mà mọi người dành cho, vậy thì đến lúc gặp chuyện đương nhiên cũng phải do ta gánh chịu. Như hữu đạo cười một lát, chợt vẫy vẫy tay về phía bà ta. Quản phương nghi ngờ vực, có điều vẫn cúi người khom lưng, tay vịn lên thành ghé, đưa tay sát tới miệng hắn. chương 1408, kẻ địch không rõ mới là nguy hiểm nhất hai. Như hữu đạo nhẹ giọng nói bên tai bà ta, nguy hiểm cũng có nghĩa là cơ hội. Bình thường chúng ta không có cơ hội tiếp xúc được với phía thánh cảnh. Con người không có ai là hoàn mỹ, ta không tin không gì có thể phá được họ. Giới tu hành đã tôn thờ chín vị kia như thần thoại, rốt cuộc tình huống thế nào thì chúng ta lại không hề biết gì cả. Chúng ta chỉ vừa đánh vừa nghe ngóng tình hình, không dám tùy tiện hỏi thăm. Không nương, kẻ địch không hiểu rõ mới là nguy hiểm nhất. Chỉ khi đến gần họ, tìm hiểu họ, mới có cơ hội đánh bại bọn họ. Lời này vừa nói ra, quản phương nghi hãi hùng khiếp phía. Lời nói này chẳng khác nào đại nghịch bất đạo, không khác gì cho thấy ý muốn khiêu chiến chín vị trí tôn. Bà ta xoay đầu sang, đối mặt rất gần với hắn nói. Cần gì phải tự kiếm chuyện, như bây giờ cũng rất tốt. Như hiểu đạo, khoảng thời gian gần đây, ta vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, ta cũng muốn tự tại, nhưng có thể tự tại sao? Sau bí cảnh thiên đô lại xuất hiện rèn luyện thánh cảnh mà chưa bao giờ có. Chuyện này không hề tầm thường, ta thật không biết chín lão quái vật kia muốn làm gì, lần này ta đi là muốn tìm kiếm hư thực chín vị kia vẫn ẩn sau hậu trường khuấy lên mưa gió trong thiên hạ coi chúng sinh như run dế mà sắp đặt sẽ không chịu dừng tay quy tắc nằm trên tay bọn họ bọn họ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó ta trốn qua được một lần nhưng không tránh được lần sau sớm muộn gì cũng bị cuốn vào nếu đã không thể tránh khỏi ta không cần tránh nữa chẳng có đạo lý nào đã chịu đòn mà không lại không đánh trả lần này coi như họ không tìm tới ta Sớm muộn gì ta cũng tìm kiếm đến họ. Quản phương nghi quả thực chấn kinh tột độ. Hôm nay mới biết nỗi lòng của vị này. Bà ta hoảng hốt vội nói. Người tuyệt đối đừng làm bậy. Bao nhiêu năm qua đã có biết bao nhiêu người mang hùng tâm tráng trí muốn khiêu chiến họ. Nhưng cuối cùng không một ai có kết quả tốt. Người cả nghĩ quá rồi. Nghĩ cách sống sót trở về tốt hơn bất cứ điều gì. Nghiêu hữu đạo, không thấy làm sao dám chắc. Theo ta được biết, trước kia chỉ có ba vị trí tôn. Hiện tại đã thành chín vị thêm ra sáu vị thì phải nói thế nào? Người tu hành, có ai lại không muốn đột phá ràng buộc sinh tử, trường sinh bất tử như họ? Kẻ dám mới có cơ hội, kẻ không dám vĩnh viễn không có cơ hội. Chuyện này, quản phương nghi không biết nói gì, nghiêu hiểu đạo giơ tay, bỗng nâng cầm bà ta lên một cái, khen. Thơm lắm, quả thật hắn có thể ngửi thấy mùi hương, hai người sát nhau như thế, có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể đối phương rất rõ ràng chát, quản phương nghi thắt một cái gạt tay hắn đi, đứng phát dậy. Bị hắn đùa giỡn như vậy, bà ta có cảm giác thẹn quá thành giận nói. Chết đi, vừa vặn lúc này, Trần Quy Thạc dẫn ba người phí trường lưu tới, vừa vặn thấy cảnh liếc mắt đưa tình này lập tức hơi lúng túng, muốn tránh đi. Nhiều hữu đạo đã nhìn thấy họ, cười vẫy vẫy tay với họ. Ba người phí trường lưu đi đến, Trần Quy Thạc trở về bên ngoài bảo vệ. Thấy quản phương nghi vẫn chừng mắt lườm nguyết mình, như hữu đạo vui cười hớn hở rời ghế nằm, đứng dậy đạo gia, ba người phí trường lưu tới gần, hành lễ. Nghiêu hữu đạo, có việc gì, ba người nhìn nhau, hạ hoa nói. Tuân theo ý của đạo gia, ba nữ đệ tử kia của ba phái chúng ta đều đã có thai. Chúng ta chuyên môn tới đây để bẩm báo cho đạo gia. Nghiêu hữu đạo vừa nghe là biết duyên cớ, chuyện thế này hoàn toàn có thể dùng mật thư để truyền lời, không cần ba vị trưởng môn tự mình đi tới đây. Hắn biết tâm tư của ba người, cũng thuận tiện hỏi. Sự việc không bị truyền ra chứ, Khả hoa không có theo ý của ngài chúng ta đã tiến hành cách ly để giữ bí mật nghiêu hữu đạo bọn triệu đăng huyền biết không Khả hoa không chúng ta không thả người bọn họ lui tới tông môn thường xuyên cũng không tiện từ sau trận chiến với nước triệu giữa phu thê cũng chỉ gặp nhau mấy lần chúng ta đã khống chế tin vui tạm thời chưa để ba người họ biết nghiêu hữu đạo rất tốt chuyện về sau cứ tiến hành theo kế hoạch vâng ba người đáp lời sau đó phí trường lưu hỏi đạo gia thật sự phải đi thánh cảnh. Như hữu đạo, mọi người đều biết, không cần hoài nghi. Phí trường lưu, vậy chuyện liên quan đến ba nữ đệ tử kia phải làm sao? Như hữu đạo biết bọn họ muốn biết điều gì? Hắn nói thẳng, nếu ta còn sống trở về, tất nhiên ta sẽ sắp xếp. Nếu ta không về được, các người cứ bàn giao sự việc cho tử kim động. Cơ hội giao cho tử kim động, tử kim động sẽ biết nên làm gì. Đây cũng là cơ hội kết giao với tử kim động mà ta để lại cho các ngươi. Hạ Hoa vội vàng cười nói, chúng ta vẫn muốn đi theo đạo gia, cơ hội này không có cũng được, chúng ta chờ đạo gia trở về. Dối trá, như hữu đạo quảng luôn ra một câu, ba người còn định biểu thị sự trung thành dối trá một phen, ai ngờ lại bị Trần Quy Thạc quấy dày. Trần Quy Thạc bẩm báo, đạo gia, các chủ hiểu nguyệt các ngọc thương tiên sinh đã tới rồi, muốn gặp ngài. Vốn các chủ hiểu nguyệt các đã đi kinh thành tần quốc làm hoàng đế, sau đó ngọc thương tiên sinh làm chuyện cần làm, trở thành các chủ hiểu nguyệt các. À, ngày hôm nay thật thú vị, khách mời người này tiếp người kia. cho mời, như hữu đạo cười, chờ trần quy thạc đi rồi lại nói với ba người trước mặt. ta biết các ngươi lo lắng điều gì, các ngươi không cần lo lắng như thế. ta đã sắp xếp xong, nếu ta không về được, các ngươi đi theo vương gia là sẽ không gặp phiền toái gì. đến lúc đó, các ngươi sẽ tự hiểu nên làm như thế nào. được rồi, ta còn có khách cần gặp, các ngươi lui xuống đi. nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì các ngươi cũng quay về đi được không quấy giày đạo ra tiếp khách ba người đồng thời chắp tay đáp rồi lui ra không bao lâu sau ngọc thương đi tới sau khi khách khí nói mấy câu gặp mặt ngọc thương lôi tay nghiêu hữu đạo kéo hắn sang bên nhỏ giọng hỏi lão đệ trước kia đệ đã thông báo cho ta sắp xếp người đáng tin đi thánh cảnh ngươi thành thật nói cho ta có phải ngươi đã biết trước là mình phải đi thánh cảnh cũng đã sớm biết thánh cảnh muốn sắp xếp cho các trưởng lão đi vào không nếu là trước kia Ngọc Thương Tiên Sinh còn có phần khó hiểu nguyên nhân mà Ngưu Hữu Đạo báo tin cho bên ông ta. Đợi đến lúc Thánh Cảnh đột nhiên ra thông báo cho trưởng lão tham dự, ông ta không nảy sinh nghi ngờ cũng khó. Lúc trước, Ngưu Hữu Đạo bảo ông ta sắp xếp cho người đáng tin đi vào Thánh Cảnh, Ngọc Thương chẳng hiểu ra sao. Đến lúc biết Ngưu Hữu Đạo cũng nằm trong danh sách đi Thánh Cảnh, Ngọc Thương bỗng tỉnh ngộ. Ngưu Hữu Đạo đang chuẩn bị người tiếp viện cho mình, nếu không phải vậy, hành vi của hắn là không cần thiết vì xác định nghi ngờ trong lòng ông ta đang đợi như hữu đạo thông báo tiếp nguyên nhân rất đơn giản nếu là vì nguyên nhân khác như hữu đạo bảo ông ta chuẩn bị người đáng tin thì nhất định là hắn có chuyện cần sắp xếp hắn nhất định sẽ bàn giao trước khi đi thánh cảnh nhưng đợi đến khi kỳ hạn gần tới như hữu đạo vẫn không thông báo bất kỳ điều gì điều này đã khiến ngọc thương giữ vững hoài nghi lập tức mau chóng chạy tới nghe thấy lời ấy như hữu đạo há hốc mồm đối phương không nói tới hắn cũng không hề nghĩ tới quan hệ nhân quả trong chuyện này. Sau khi hiểu là chuyện gì, Nghiêu Hữu Đạo chợt nghĩ ra, sợ là việc này khó mà giải thích rõ. Hắn cảm thấy dở khóc dở cười, nói, lão ca, huynh cả nghĩ quá rồi, thánh cảnh sắp xếp như thế nào, làm sao mà ta biết trước được. Bảo lão ca chuẩn bị người đáng tin là vì ta bị bí cảnh thiên đô dọa sợ rồi. Vừa nghĩ đến cái bí cảnh thiên đô kia vốn chẳng có chuyện gì của ta lại kéo ta vào, nên vừa nói đến cái vụ rèn luyện thánh cảnh này, lòng ta vẫn còn sợ hãi để phòng, cho nên ta mới phòng ngừa chu đáo thôi, có hiểu không? chương 1409, biết trước, hắn nói thật, nhưng Ngọc Thương rõ ràng không tin, hơn nữa còn thể hiện thần sắc không tin rõ ràng. Lão đệ, ta và ngươi giao tình thế nào? Vẫn luôn hợp tác vui vẻ, ngươi gà ta như vậy thật vô vị. Nghiêu hữu đạo biết ông ta không tin, mà nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng chẳng tin. Hắn bất đắc dĩ nói, vậy ông muốn nói điều gì? Ngọc Thương cầm lấy cổ tay hắn không tha, ngươi nói thật cho lão ca đi, đừng gạt ta, có phải ngươi có con đường tin tức bên thánh cảnh nên sớm biết ngươi sẽ vào danh sách đi thánh cảnh không? Nói cách khác, ngươi biết lần này rèn luyện thánh cảnh là phải làm gì, cần làm gì, phải rèn luyện bao lâu, ngươi nói cho ta. Như vậy ta cũng có thể chuẩn bị trước, còn có thể sắp xếp người dưới, tránh xuất hiện hậu quả khó có thể thu dọn được. Như Hữu đạo than thở nói, lão ca thật sự cả nghĩ quá rồi, Ta làm sao có khả năng sắp xếp con đường thu thập tin tức bên thánh cảnh được. Lão ca không thể nói lung tung như thế, việc có kẻ dám sắp xếp tai mắt ở thánh cảnh, dám dò hỏi tình huống trong thánh cảnh thậm chí dám ngưu mô đối với thánh cảnh mà bị truyền ra ngoài thì sẽ chết người đó. Ngọc Thương, ta biết lời này không thể nói lung tung, nhưng mà lão đệ yên tâm, việc này ngươi đã nói ra thì trời biết đất biết, ta biết ngươi biết, chắc chắn sẽ không truyền vào tai người thứ ba. Cho dù ta bàn giao với người bên dưới cũng sẽ chú ý phương thức Tuyệt đối không liên lụy lên đầu ngươi. Việc này chỉ cần hiểu Nguyệt Các ta sen vào thì cũng sẽ không dám để lộ ra ngoài, có phải không? Quản Phương nghi thỉnh thoảng đánh mắt nhìn sang bên kia, không biết hai người đang trốn trong góc phòng lén lén lút lút đàm luận chuyện gì. như Hữu đạo quả thật phục Ngọc Thương, cũng biết chuyện này khó mà giải thích rõ. Trước tiên hắn kéo tay ông ta ra, than thở, "Ta nói này, Ngọc Thương tiên sinh, ta thật sự không biết, lão ca nghĩ lại coi, nếu mà ta có tai mắt ở thánh cảnh, ta đã có thể biết trước chuyện ở bí cảnh thiên đô, chẳng lẽ sẽ để đến mức trở tay không kịp, đúng không? Ngọc Thương lắc đầu, căn bản không cùng một chuyện, danh sách bí cảnh thiên đô do các phái đề cử ra, người bị đẩy lên cũng hết cách. Cho dù chúng ta biết trước tán tu cũng phải tham gia thì đã sao? Mà lần này trưởng lão các phái xuất hiện trong danh sách thì lại khác, đây là việc do thánh cảnh tự mình chỉ định. Lùi một bước mà nói, cho dù lúc trước người quả thực không có con đường kiếm tin tức ở thánh cảnh, sau đó hoàn toàn cũng có thể cấu kết được ta cũng biết một chút về bản lĩnh của lão đệ, quả thực thần thông quảng đại. Biết cái gì, ngươi biết cái đếch gì, còn lùi một bước, như hữu đạo giở khóc dở cười, nhấn nhấn tay. Được rồi, chúng ta lùi một bước, coi như lùi 10.000 bước có được hay không. Chuyện như vậy coi như ta biết được điều gì đó, nếu ta nói ra chẳng phải lại để rơi một nhược điểm to lớn vào tay ngươi. Đừng nói không có, cho dù có cũng không thể nói cho lão ca. Vì thế, ta quả thật không biết, lão ca cũng đừng hỏi lại. Ngọc Thương nghiêm túc nói, nói cách khác, tự ngươi thừa nhận là ngươi thật sự biết chút tin tức. Như Hữu Đạo không nói gì, ngay lập tức, hắn như mèo bị dẫm phải đuôi, suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Ngọc Thương nói. Ngọc Thương, ngươi nói rõ ràng cho ta, ta thừa nhận cái gì? Ta thừa nhận cái gì? Tin tức cái rắm, ta lặp lại lần nữa, ta không biết cái gì hết. Ngọc Thương liên tục bấm tay, được rồi được rồi, ngươi không biết gì hết được chưa? Ngươi chỉ biết trước thôi có được hay không? Nghiêu hữu đạo á khẩu không trả lời được, đối phương thậm chí dọn luôn cả câu biết trước ra rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì, chẳng phải là hắn đã biết trước rồi hay sao, bằng không làm sao hắn lại phải sắp xếp thừa thái như vậy. Hắn phát hiện ra việc này quả thật là vì đúng quần dính bùn vàng, không phải phân thì cũng là phân. Giải thích mãi mà đối phương không chịu tin, hắn thật sự hận đến ngứa răng nói. Ta nói này Ngọc Thương, người điên rồi hả? Người điên đủ chưa, còn nói hưu nói vượn nữa đừng trách lão tử hạ lệnh đuổi khách đuổi ngươi ra ngoài. Không điên, Ngọc Thương vung tay tới, kéo bàn tay như hữu đạo. Hai tờ kim phiếu có thể đổi lượng lớn kim tệ từ tiền trang thiên hạ vỗ vào lòng bàn tay như hữu đạo, hỏi. Biết lão đệ bây giờ nổi danh tín nghĩa khắp thiên hạ, nhưng mà ta cũng không phải người vô tình vô nghĩa, vậy đủ rồi chứ. Tình huống này là sao? Như hữu đạo giở hai tờ kim phiếu ra xem, phát hiện mỗi tờ đều có hạn ngạch một nghìn vạn, hai tờ chính là hai nghìn vạn hai mươi triệu tiện tay đã nhét cho mình 20 triệu kim tệ, hào phóng đến mức khiến người ta khó mà tin nổi. Hắn sững sờ nhìn lên nói, Ngọc Thương, người có ý gì? Muốn dùng tiền mua tin tức, ta cảnh cáo ngươi, ta không mắc bẫy này. Dứt lời, hắn lập tức nhét kim phiếu về, nhét mạnh về tay Ngọc Thương. Nói đùa, dám hỏi tiền này như hữu đạo có muốn không? Đừng nói không có chuyện kia, mà dù có, hắn có bị đánh chết cũng không thừa nhận là mình sắp xếp cơ sở ngầm trong thánh cảnh. Đừng nói 20 triệu, cho dù cho hắn 200 triệu, hắn cũng không bị mua chuộc. Nhược điểm to như cái hố này quả thực không trêu vào nổi. Dù hắn chỉ nói hưu nói vượn thôi cũng sẽ nói chết người đấy. Có mạng kiếm tiền, mất mạng làm sao tiêu, hoặc là bị người ta tóm lấy nhược điểm. Chẳng lẽ hắn đã đến mức thấy tiền sáng mắt, ngu người đến mức độ đó. Nhưng Ngọc Thương quá hào phóng, không chịu thu về mà vẫn cưỡng ép nghiêu hữu đạo nhận lấy. Phiếu đổi tiền trang, quản phương nghi cách đó không xa đang quan sát còn tưởng mình nhìn lầm sau khi xác nhận mình đã nhìn thấy đúng là phiếu đổi tiền trang cũng biết hai người kia đang làm gì nói cách khác ngọc thương tiền cho đạo gia mà đạo gia lại không chịu nhận hai người kia đang đẩy tới đẩy lui là sao bàn chân bà ta giật giật rất muốn cất bước đi sang nói một câu đạo gia ngài không muốn cho ta đi nhưng trung quy bà ta vẫn không đi tới bà ta cũng hiểu đạo gia chẳng phải người khách khí không nhận chắc chắn vì có nguyên nhân ngọc thương người còn lằng nhằng đừng trách lão tử trở mặt Lão đệ, người nghĩ nhiều rồi, tiền này đưa cho ngươi là tiền bí phương cất rượu của lão đệ thôi. Ta đưa trước cho ngươi, bớt dùng bài này đi, lúc trước bảo ngươi trả tiền trước, ngươi kéo rồi lại kéo với lão tử, nhất định phải chờ đủ một năm mới cho. Bây giờ chưa tới kỳ hạn một năm, ngươi đột nhiên đưa ra 20 triệu kim tệ. Đã thương lượng là 10 triệu kim tệ, bây giờ chủ động nâng lên thành 20 triệu kim tệ, ngươi không cảm thấy ngươi hào phóng đến độ biến thái hay sao? Muốn lừa ta cũng phải dùng đầu óc một chút có được không, lão tử không phải trẻ con ba tuổi thì là tiền hai năm ta đưa trước cho lão để tiền hai năm nghiêu hữu đạo đang lôi lôi kéo kéo chợt cứng đờ ngạc nhiên nói thực sự là tiền cất rượu hai năm hắn cũng hơi tỉnh táo lại một chút cho dù hắn nhận tiền của đối phương thì đã thế nào mình chẳng nói gì cũng không thừa nhận điều gì vừa nãy hắn mất bình tĩnh quả thực là bị phán đoán của ngọc thương dọa cho phát sợ ngọc thương than thở thật mà ta lừa đệ làm gì ta bảo đảm không hỏi chuyện vừa rồi nữa coi như ta chưa nói, được chưa? Như hữu đạo đẩy tay ông ta ra, giật lại hai tấm kim phiếu nhăn nhúm suýt sách vì rằng co. Hắn vuốt vuốt, nghi ngờ nói, nghe nói người vẫn đang mở rộng quy mô sản xuất, ra tay hào phóng như vậy, kiếm lời không ít nha. Ngọc Thương chắp tay, đều nhờ phúc của lão đệ, như hữu đạo, bớt dùng trò này đi, vô sự hiến ân cần, không gian tức đạo, tất có điều cầu cạnh. Muốn gì thì nói thẳng đi, Ngọc Thương, làm sao lại không có việc gì, lão đệ, ta không nói gì khác, chỉ một điều. Ta đã mang người đi thánh cảnh của nước tần đến, đang chờ bên ngoài tử kim động. Ta cũng biết một chút về năng lực của lão đệ. Sau đây, người chăm sóc họ giúp ta một chút, nếu có thể tiện tay thì giúp họ một phen. chương 1410, người sắp chết một. Sau đây ta sẽ dặn họ, sau khi đi thánh cảnh, họ đều nghe lời ngươi. Ba đại phái tổng cộng 9 người, vâng lệnh ngươi làm việc, tất cả đều nghe theo ngươi sắp xếp. Thế kiềng ba chân, quy định do phiêu miếu các đưa ra. Hiểu nguyệt các ở nước tần cũng phải tuân theo. Tuy hiểu nguyệt các một mình độc quyền tại nước tần, nhưng cục diện cũng giống như khí vân tông nước tấn, cũng nâng lên hai con rối và tự đặt lên ngang hàng. Bởi vậy, lần này nước tần cũng giống như quốc gia khác, phái ra chín người thuộc ba phái đi thánh cảnh rèn luyện. Ông ta nhìn chung quanh, hạ giọng, người sáng mắt không nói mở ám ngay mặt. Tổ tiên nước tần ta đã dốc hết tâm huyết mất mấy trăm năm mới phục quốc thành công, tuyệt đối không thể ngã xuống vì sự cố như thế này. Chúng ta không ai trêu chọc nổi người trong thánh cảnh, người ta chỉ nói một câu đã có thể diệt quốc, ta ở đây ủy thác cho lão đệ, giao toàn bộ người của ta cho ngươi dùng. Ngươi muốn dùng ra sao thì dùng, chết sống không kể, nhưng tuyệt đối đừng để nước tần ta chọc phải phiền phức. Đương nhiên, dựa trên cơ sở đó, nếu ngươi còn có thể giúp ta đưa họ về an toàn, vậy 10 triệu này xem như thù lao. Năm sau ta vẫn sẽ trả 10 triệu kim tệ cho ngươi như thường. Ta tin lão đệ phòng ngừa chu đáo, chắc chắn đã có chuẩn bị với thủ đoạn của lão đệ ngươi sẽ không sơ suất lao vào nguy hiểm giúp ta chăm sóc họ thế nào nghiêu hữu đạo dần nhướn mày lên không thể nào ngọc thương nói cho cùng con mẹ nó ngươi vẫn cho rằng lão tử có nội tuyến trong thánh cảnh ấy không 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 ngọc thương liên tục xua tay mà lại có vẻ thành khẩn nói tuyệt không có ta vẫn tin tưởng vào thực lực của lão đệ có thể giúp ta chăm sóc cho họ chỉ cần ngươi chăm có họ là được ta tuyệt không đổi ý chuyện cảm tạ nếu lời này mà là thật ta tin ngươi còn tạm được. Như hữu đạo oán thầm, thực sự có cảm giác đàn gảy tai châu. Hừm, nếu đã nói thế nào cũng vô cùng, hắn cũng lười nói nhảm. Như hữu đạo vung vẩy kim phiếu, xì một tiếng diễu cợt. Đi gặp quỷ đi, lúc đi bí cảnh thiên đô, người đưa ta một khoản tiền, bây giờ đi thánh cảnh, người lại đưa một khoản nữa, lần này không thu không được. Ngọc Thương, nếu đã như vậy, lần sau chẳng may chúng ta có đi điệp mộng nguyễn giới đi dạo, có phải là ngươi cũng đưa tiền cho ta? Ha ha, bị bí cảnh thiên đô dằn vặt một lần, lại bị thánh cảnh dằn vặt một lần nữa, người chán sống còn muốn tự dằn vặt mình thêm một lần nữa đúng không? Ngọc Thương giang tay, diếu cợt nói, hai, chỉ cần ngươi không sợ chết, ta lại cho ngươi một món nữa thì đã sao? Cũng phải, như hữu đạo ỉu xìu, tiền này thật không dễ kiếm, hắn tình nguyện không kiếm lời cũng không muốn chơi thêm nữa. Dù bây giờ tiền tới ngay trước mắt, như hữu đạo cũng không quá ham muốn đút nó vào túi. Hiểu nguyệt các không phải môn phái nhỏ không có năng lực, mà là tổ chức có năng lực trả thù nhất định thu tiền của người ta rồi không làm việc cho người ta làm gì có cái lợi nào dễ chiếm như thế quan trọng là hắn gần như không biết gì về tình huống trong thánh cảnh cả rèn luyện cái gì rèn luyện bao lâu tất cả đều không biết bảo hắn làm sao chăm sóc người của nước tần nhưng dường như tiền này không nhận cũng không được người ta sống chết thế nào cũng dúi cho ngươi ngọc thương đã nói sau khi đi vào thánh cảnh tu sĩ nước tần đều sẽ nghe lệnh hắn Điều này rất hấp dẫn hắn. Khi đối mặt với cục diện không rõ ràng, tất nhiên lực lượng bên cạnh mình càng mạnh mẽ càng tốt, có thể tăng cao năng lực chống cự với nguy hiểm. Tính gộp cả các quốc gia lị, người đi thánh cảnh rèn luyện không có được bao nhiêu. Như hữu đạo nhận được toàn bộ lực lượng tham dự của nước tần chống lưng cho thực sự không phải chuyện xấu. Tạm thời cũng chỉ như vậy, như hữu đạo hàm hồ bàn bạc rồi quyết định một số chuyện cùng Ngọc Thương. Ngọc Thương không ở đây lâu, sau đó đi tìm cung lâm sách. Tiễn khách xong, nhiều hữu đạo đưa hai tờ kim phiếu tiền trang cho quản phương nghi người phụ nữ này thích dư tiền cũng coi như thuận lòng người quản phương nghi chưa bao giờ chê nhiều tiền đương nhiên vô cùng cao hứng hỏi đang yên đang lành ngọc thương nhất định đòi đưa tiền cho ngươi làm gì thế ai như hữu đạo than thở kể lại ngọn nguồn sự tình vừa nghe xong quản phương nghi cũng có chút do so dự tiền này thu có ổn không ta mà không về được không ổn cũng thành ổn hồng nương người có phát hiện ra ta vẫn rất đắt giá hay không? Nếu ta trở về, Nghiêu Hữu Đạo lắc lắc đầu nói, đến lúc đó lại nói, cũng không đến nối vì ít tiền mà khó làm. Không bao lâu sau, cung lâm sách cho người đến truyền lời, gọi hắn tới một chuyến. Vào lúc này, trừ chuyện thánh cảnh ra thì không còn chuyện gì khác. Nghiêu Hữu Đạo không trì hoãn, lập tức đi tới. Hai người gặp mặt, cung lâm sách kéo hắn đi nói chuyện riêng, địa điểm là nơi ở của trưởng môn ở sau chính điện ông ta mời hắn uống trà trong một mái hiên yên tĩnh và tao nhã như hữu đạo mới lần đầu ngồi ở đây đã chuẩn bị tốt trước khi xuất phát rồi chứ cung lâm sách có vẻ như thuận miệng hỏi ông ta tự rót trà cho nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo nói không dám cung lâm sách xua tay biểu thị không sao ông ta đã khách khí nghiêu hữu đạo cũng tùy khách theo chủ cũng không có gì phải chuẩn bị bên thánh cảnh nếu không có cơ hội sống dù chuẩn bị ra sao cũng vô dụng cung lâm sách hiện tại vẫn chưa rõ ràng tình huống chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, đừng quá bi quan. Nghiêu hữu đạo còn cần rõ ràng sao, bên kia đã dày vò ra chuyện này, đã bao giờ dễ chịu đối với tu sĩ thiên hạ. Ngoại trừ làm suy yếu thì chính là đả kích, lần này ngoại lệ mới là lạ. Đương nhiên, bi quan thì không nói, mà không ai đồng ý đi mới là thật sự. Cung lâm sách khẽ mỉm cười, chuyển hướng câu chuyện, Ngọc Thương lâm thời ở lại đây, nói là chờ đi cùng bên chúng ta. Người của thiên hỏa giáo cũng đi cung, đều liên quan đến ngươi, có phải họ đều coi trọng ngươi không? Người của Thiên Hỏa giáo đi theo Côn Lâm thụ đến, vốn Tử Kim động còn tưởng giữa Nghiêu Hữu đạo và Thiên Hỏa giáo có quan hệ không bình thường, nhưng hôm nay Nghiêu Hữu đạo cũng phải đi thánh cảnh, không cần phải tính toán chuyện này nữa. Bên Tử Kim động không còn ai nhắc tới việc này, Nghiêu Hữu đạo phải đi thánh cảnh, e là trưởng môn của Thiên Hỏa giáo là Vũ Văn Yên cũng không dự liệu trước được. Một chút thủ đoạn gây xích mích ly gián cũng không có tác dụng gì. Nưu Hữu Đạo, huynh gọi ta đến giải thích cái gì? Ta cũng không cần phải giải thích, các vị thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đó, ta không sao cả, Cung Lâm Sách không có ý tứ gì, tông môn vẫn tin tưởng đối với năng lực của ngươi, cá nhân ta nghĩ, nếu thánh cảnh để cho các phái tự mình chọn trưởng lão, ta vẫn có thể chọn ngươi. Nưu Hữu Đạo nhíu mày nói, có phải hay không, không cần phải lừa gạt người sắp chết. Nói lời từ đáy lòng, chính là muốn lừa ta có đúng không? Cung Lâm Sách nâng chén ra hiệu uống trà nhấp một ngụm nói. Hiểu lầm rồi, không ai biết tình huống của lần rèn luyện thánh cảnh này là thế nào, quả thực tràn ngập các khả năng không thể dự đoán. Ở cái nơi như thánh cảnh, phải dùng vũ lực mới có thể bãi bằng tất cả, chỉ có hai hay ba người tới đó thì có ích lợi gì. Cần phải đưa người có năng lực đi, trong phái, nói về kinh nghiệm từng trải khắp mọi mặt, chỉ có người xuất thân từ hoàn cảnh phức tạp. Trên dưới toàn phái, bao gồm cả ta, chưa chắc đã có người được như ngươi. Sư đệ, lời này của ta không phải là nịnh hót, mà là lời thực lòng sau khi bình tĩnh suy nghĩ. Lần này cần phải cử người có thể đối mặt với cục diện phức tạp mà lại có thể điều khiển thế cuộc đi. Sau khi ta cân nhắc đến năng lực toàn diện của các trưởng lão trong phái, ta càng nghiêng về phía ngươi hơn. Trải nghiệm của ngươi chính là bằng chứng tốt nhất, vì vậy, nếu để ta lựa chọn một lần nữa, ta vẫn lựa chọn ngươi. Lần này thực sự không phải là lừa ngươi, chương 1411, người sắp chết hai. Ngư Hiểu Đạo đặt chén trà xuống, tự diễu nói, sao nghe lời này giống như đang khen ta, người sắp chết, không cần phải lừa gạt, cung lâm sách cũng hơi chế nhạo, trả lại lời nói vừa rồi của Ngư Hiểu Đạo. Ông ta than thở, là khen ngươi, là nghiêng về phía ngươi, càng là nhắc nhở ngươi, dù ngươi nghĩ thế nào, bây giờ ngươi chính là đệ tử của Tử Kim Động, nhất định phải cân nhắc về lập trường lợi ích của Tông Môn trước tiên. Lần này đi, người đại biểu cho Tử Kim Động một khi xảy ra cục diện bất chắc, rất có thể sẽ uy hiếp đến tử kim động. Người phải dùng hết khả năng hóa giải nguy hiểm có thể rơi xuống đầu tông môn. Ta không định uy hiếp ngươi, nhưng nếu ngươi gây ra phiền phức cho tông môn, tông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây không phải chuyện cười, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Ngưu Hữu đạo lạnh nhạt đáp, ta sợ có kẻ nhân lúc ta ở đây mà kéo chân sau của ta, nhân cơ hội ra tay với người của ta nếu kẻ nào dám thừa lúc ta không ở nhà mà dám chơi chiêu trò hoa cỏ gì cắt đứt đường lui của ta ta không dám hứa chắc sẽ không làm ra chuyện gì ở thánh cảnh nhưng ta dám cam đoan là mọi người đều sẽ không có đường để đi cung lâm sách ta có thể bảo đảm điều này có ta ở đây ta sẽ không để kẻ khác làm sằng làm bậy ông ta không do dự đưa ra câu trả lời chắc chắn đây cũng là điều mà nghiêu hữu đạo tán thưởng nhất ở cung lâm sách ông ta là một người rất quyết đoán đây cũng là nguyên nhân vì sao ngày trước nghiêu hữu đạo lựa chọn gia nhập tử kim động được bảo đảm nghiêu hữu đạo nhanh chóng lùi bước lần này nếu ta không về được người của biệt viện mao lư sẽ tự rời đi các vị không được làm khó họ cho họ một con đường sống sau này họ cũng sẽ không tham gia chuyện gì hết về phương diện thế lực tại thế tục ta sẽ bảo họ toàn diện nương nhờ tử kim động tử kim động có thể yên tâm tiếp nhận không có xung đột đều tốt với mọi người huynh nói xem đối với điều này Cung Lâm Sách có cảm giác ngoài ý muốn, cũng vì vậy mà tâm tình trở nên phức tạp. Toàn diện tiếp thu thế lực tại thế tục của Ngưu Hữu Đạo là một sự mê hoặc không nhỏ. Ông ta chợt có chút cảm giác ước gì Ngưu Hữu Đạo thẳng thắn chết luôn ở thánh cảnh, nhưng cũng không hy vọng Ngưu Hữu Đạo gây ra phiền toái gì cho Tử Kim Động ở thánh cảnh. Nội tâm có phần mâu thuẫn, nhưng dù sao chuyện gì cũng phải tính đến cái trước cái sau. Tâm tình bớt nặng nề, Cung Lâm Sách khẽ vuốt cằm. Nếu sự việc đến mức độ như ngươi nói, chỉ cần người của ngươi không làm sằng bậy như ngươi nói, ta cũng sẽ không cần phải gây khó khăn cho họ. Ta có thể đảm bảo cho họ rời đi an toàn, nhưng nếu họ không làm được mà còn muốn ngu lợi quyền lực mà ngươi để lại, ta không dám hứa chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Ngưu hiểu đảo, bọn họ vẫn sẽ nghe ta. Hy vọng như vậy, Cung Lâm sách gật đầu, lại lấy một tấm phù triện từ trong tay áo ra rồi đẩy tới trước mặt Ngưu hiểu đảo, là một tấm thiên kiếm phù. Ngươi đi thánh cảnh, môn phái không có gì ủng hộ được cho ngươi thực sự không có chỗ nhúng tay. Trong môn phái có bao nhiêu đệ tử phải nuôi, thứ có thể cấp cho ngươi cũng có hạn. Tấm thiên kiếm phù này là do tông môn đưa cho ngươi. Ngươi giữ lại phòng thân, đưa ta, như hữu đạo cầm thiên kiếm phù trên tay thưởng thức, buồn cười nói. Thật hiếm thấy, cung lâm sách, ngươi từng tiêu xài thiên kiếm phù còn nhiều hơn ta, dùng thế nào hẳn không cần ta dạy cho ngươi chứ. Như hữu đạo bỏ vào trong túi, không khách khí chút nào. Không cần, ta có kinh nghiệm, sử dụng cũng quen thuộc hơn các vị, cũng có thể phát huy ra uy lực của nó tốt hơn các vị. Cung lâm sách, còn việc gì không? Không có thì lên đường sớm một chút, bên thiên hỏa giáo nói không sai, xuất phát sớm một chút cũng đỡ phát sinh chuyện gì bất ngờ mà đến muộn. Đi thánh cảnh mà còn đến muộn, người ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Còn chút chuyện phải sắp xếp, sáng mai ta xuất phát, sẽ tới kịp. Như hữu đạo đáp, rồi nâng chén trà uống một ngụm, đặt chén trà cạch một cái nặng nê xuống bàn hắn chộp bảo kiếm, đứng dậy rời đi, không quay đầu lại. Cung lâm sách cũng không quay đầu lại, ngồi yên lặng nhìn chén trà trên bàn sóng sánh đổ chút nước trà ra bàn. Đạo gia, biệt viện mau lư, nhìn thấy Nghiêu Hữu Đạo trở về, Văn mặc Nhi vẫn ngồi chờ trong viện chợt đứng dậy chào. Ừ, Nghiêu Hữu Đạo đi tới qua nàng ta rồi chợt dừng bước, đi lui về sau mấy bước, trở lại trước mặt nàng ta. Văn mặc Nhi ngạc nhiên, không biết hắn có ý gì nàng ta bị hắn nhìn ngắm từ trên xuống dưới đến độ toàn thân khó chịu yếu ớt hỏi đạo gia có gì dặn dò Ngưu hữu đạo đột ngột hỏi có người trong lòng không phan mặc nhi sững sờ chợt lắc đầu như chống bỏi không có nghĩ một đằng nói một nẻo lúc nàng ta còn trẻ đã từng có nhưng đáng tiếc không có duyên phận sau đó nàng ta cũng từng có tâm tư với vị trước mắt ai ngờ vẫn không có duyên phận đó đối phương lập tức thành cấp bậc sư thúc của nàng ta bối phận không tương đương bỏ là bỏ cũng không còn khả năng này nữa nghiêu hữu đạo trông đẹp như vậy mà vẫn độc thân là làm sao phung phí của trời tuổi không nhỏ nữa cũng nên lập gia đình đi thôi văn mạc nhi lúng túng nói vẫn chưa có dự định đó như bây giờ rất tốt nghiêu hữu đạo mặc kệ nàng ta nói cái gì chỉ hỏi có tin ta không câu hỏi này bảo nàng ta làm sao trả lời văn mạc nhi chỉ đành gượng ép nói tất nhiên tin tưởng đạo ra nàng ta đâu thể nói không tin nghiêu hữu đạo được ta sẽ định chuyện đại sự cả đời của ngươi chờ tin tốt của ta dứt lơi hắn lập tức sách kiếm rời đi văn mặc nhi sững người ngươi quyết định vậy là sao ngươi dựa vào cái gì mà quyết định ta còn chưa đồng ý đây nàng lơ ngơ nghĩ đối phương cũng phải đi thánh cảnh đột nhiên nói đến chuyện này làm cái gì mãi đến tận ngày hôm sau nàng ta mới hiểu dụng ý của lời nói này trong phủ thứ sử châu nam thương chiêu tông mông sơn minh lam nhược đình tụ tập vây quanh một cái bàn, trên bàn bày thư của Ngưu Hữu Đạo. Ba người đã đọc nội dung trong thư, lá thư của Ngưu Hữu Đạo giải quyết triệt để nỗi lo về sau của họ. Nếu hắn không về được, bọn họ sẽ tới thẳng Tử Kim động nương nhờ. Hắn bảo họ không cần lo lắng gì cả, người của Sơn Trang Mao Lư sẽ chủ động rời khỏi sân khấu, sẽ không gây phiền cho họ. Lúc xảy ra bí cảnh Thiên Đô, bên thương hệ đã hơi có lòng giả khác, sau đó bị Ngưu Hữu Đạo phá giải. Lần này Ngưu Hữu Đạo lại phải đi thánh cảnh nếu bên này còn nổi dị tâm thì quả là không còn gì để nói. Một khi dị tâm nổi lên mà lại bị Nhiêu Hữu Đạo đánh bại lần nữa, đến lúc hắn trở về lần thứ hai, bọn họ cũng không biết nên đối mặt ra sao. Lần lượt nổi dị tâm, mưu đồ bất chính, thử hỏi Nhiêu Hữu Đạo làm sao nhìn bọn họ. Nhưng có một số việc thực sự không phải chuyện nhỏ, đến địa vị như mấy người thương chiêu tông, vấn đề phải đối mặt đã không chỉ là cảm nhận của bản thân. Trong nhiều chuyện, chính họ cũng thân bất do kỳ chuyện liên quan đến sự sống chết của bao nhiêu huynh đệ bên dưới như vậy có thể là chuyện nhỏ hay sao mà lần này có phần khác với lần trước tại cuộc chiến giác hồ nghiêu hữu đạo từng liều mình cứu con trai và muội muội của thương chiêu tông ai cũng đều biết nếu thương chiêu tông lại còn mưu đồ đường lui y chắc chắn sẽ trở thành kẻ bất nghĩa vì chuyện nghiêu hữu đạo đi thánh cảnh bên thương hệ rất băn khoăn cũng không dám hỏi nghiêu hữu đạo sợ hắn suy nghĩ lung tung tận đến lúc này họ mới phát hiện là mình đã quá cả nghĩ Nghiêu hữu đạo chỉ viết một lá thư đã giải quyết mọi nỗi lo về sau cho họ. Trầm mặc một lúc lâu, hồi tưởng lại hành vi xưa nay của Nghiêu hữu đạo, mông sơn minh cảm khái nói. Đạo gia thật sự là người nhân nghĩa, làm Nhược Đình cũng than thở, vẫn hy vọng đạo gia có thể an toàn trở về. chương 1412, hai người xứng đôi. Nếu thật sự chúng ta để từ kim động toàn diện tiếp quản, E Châu Nam sẽ không còn hoàn cảnh phát triển rộng rãi như bây giờ nữa. Tử Kim Động chắc chắn sẽ muốn chiếm lấy lợi ích, sẽ không ủng hộ chúng ta như đạo gia điều ấy không thể phủ nhận cho tới nay chỉ cần nghiêu hữu đạo còn là chỗ dựa ngay cả bách tính châu nam cũng sống tốt hơn rất nhiều từ trước đến nay nghiêu hữu đạo chưa bao giờ thực sự đặt siêu cao thuế nặng lên bách tính chỉ cần nghiêu hữu đạo ở đây mưa gió giới tu hành đều có nghiêu hữu đạo gánh đỡ tu sĩ trong lãnh thổ cũng không dám làm sằng bậy cũng phải cong đuôi làm người một khi nghiêu hữu đạo không còn tử kim động nhúng tay vào khắp các thế lực tình huống có thể tưởng tượng được, sẽ không kìm nén được nữa. Thương Chiêu Tông nghiêm mặt nói, với bản lĩnh của đạo gia, ngài ấy nhất định có thể bình an trở về. Tuy y nói vậy, nhưng mọi người đều biết, tình huống rất khó lạc quan. Dậy sớm, trước bàn trang điểm, như hữu đạo nhắm mắt tính tỏa. Thương Thục Thanh lẳng lặng chải mái tóc dài cho hắn, nàng muốn nói chuyện nhưng không biết nên nói gì, có trăm nghìn lời muốn nói là một chữ cũng không thốt ra được. Nhiều hữu đạo cũng cảm thấy tâm trạng của nàng, vì bàn tay chải tóc cho hắn không được mềm mại như trước. Thế nhưng, hắn cũng không có phản ứng gì, tùy ý nàng. Có điều, Nghiêu Hữu Đạo vẫn phá vỡ sự yên tĩnh. Ta đi rồi, biệt viện Mao Lư có khả năng dính phải mây gió thất thường, sẽ thành nơi thị phi. Quận chúa mau chóng quay về châu Nam, châu Nam an toàn hơn nơi này. Thương Thục Thanh yếu ớt nói, ta ở chỗ này chờ đạo ra trở về. Nghiêu Hữu Đạo không cho nàng thỏa hiệp, Hồng Nương sẽ sắp xếp người đưa ngươi trở về. Thương Thục Thanh cắn môi, Chầm mặc, trải tóc đến cuối cùng. Lúc chải xong tóc cho hắn, nàng bỗng lấy hết can đảm nhìn người trong gương hỏi. Đạo gia, có phải ngài đang tìm một người phụ nữ? Phụ nữ, như hiểu đạo mở mắt nở nụ cười, cũng qua gương nhìn nàng. Ta tìm phụ nữ làm gì? Tự mình ăn bữa nay lo bữa mai, không cần liên lụy đến người khác, cũng không muốn tạo cho mình trói buộc. Người cả nghĩ quá rồi, thương thuộc thanh phát hiện có thể là mình cả nghĩ. Có lẽ điều mà nàng cảm thấy bấy lâu là sai lầm, Nàng âm u cúi đầu, thì thầm, tìm người phụ nữ mà ngài yêu, người yêu, ha ha, chờ gặp được rồi hãy nói đi. Nưu Hữu Đạo cười đáp, hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn hình ảnh trong gương, cảm thấy được rồi bèn đứng dậy rời bàn trang điểm, đi ra ngoài. Thương Thục Thanh nhìn gương mặt xấu xí của mình trong gương mà buồn bã ủ rũ. như Hữu Đạo vừa ra khỏi cửa, phát hiện Viên Cương và quản phương Nghi đang chờ hắn trong sân. như Hữu Đạo đi bộ xuống thang, quản phương Nghi nghênh đón vô thức đi theo sau hắn đã thành thói quen nghiêu hữu đạo dừng bước trước mặt viên cương viên cương bình tĩnh nói thời gian có hạn điều mà ta có thể dạy không được nhiều hy vọng hai đệ tử tử kim động có thể có tác dụng đối với ngài biết nghiêu hữu đạo phải đi thánh cảnh sau viên cương lập tức yêu cầu tử kim động đưa tới hai đệ tử cũng phải đi thánh cảnh rèn luyện hắn ta tiến hành huấn luyện đột kích đối với hai người kia dùng lý niệm không giống thời đại này của hắn ta dạy hai người cách ứng phó với một số tình huống hy vọng đến lúc có yêu cầu thì có thể giúp đỡ nghiêu hữu đạo khoảng thời gian này hắn ta vẫn không quản ngày đêm chuyên tâm làm việc này nghiêu hữu đạo gật gật đầu viên cương không nói nhiều xoay người đi trước chờ nghiêu hữu đạo ra khỏi nhà của mình mới phát hiện có người chờ hắn bên ngoài là hỏa phượng hoàng đạo gia cũng phải đi thánh cảnh hỏa phượng hoàng gặp mặt liền hỏi lúc trước nam ta vẫn không muốn lui tới với những người ở nơi này chưa biết chuyện tới hôm nay muốn đưa sư huynh rời đi nàng ta mới phát hiện biệt viện mao lư có phần khác thường lại thêm quản phương nhi dặn dò nàng ta mới biết nghiêu hữu đạo cũng phải đi thánh cảnh nghiêu hữu đạo cười gật đầu phải hỏa phượng hoàng dần lộ vẻ mặt cầu xin ta đã nghe nói sự việc của đạo gia ở bí cảnh thiên đô đạo gia là người có năng lực cầu ngài tận lực giúp đỡ sư huynh của ta chỉ cần có thể đưa sư huynh sống sót quay về ta nguyện làm châu làm ngựa báo đáp ngài cầu ngài nghiêu hữu đạo không cần cầu ta nếu là người mình ta sẽ tận lực hỏa phượng hoàng sư huynh tính tình bướng bỉnh thiên hỏa giáo lại có ân với vợ chồng chúng ta ta không phải không muốn sư huynh báo ân chỉ sợ bên thiên hỏa giáo sẽ nhân lúc này hy vọng đạo gia có thể giúp sư huynh hành xử đúng mực nghiêu hữu đạo gật đầu ta đã hiểu rõ ý của ngươi ngươi yên tâm ta sẽ ràng buộc y thật chặt nếu y không nghe lời ta sẽ nói cho y biết ta sẽ tìm cho ngươi bảy tám người đàn ông cảm ơn cảm ơn hỏa phượng hoàng liên miệng nói cảm ơn nàng ta không còn cách nào gánh lấy côn lâm thụ để văn cầu nhưu hữu đạo là biện pháp duy nhất mà nàng ta có thể nghĩ được. quản phương nghi đi theo sau nhưu hữu đạo nhìn hỏa phượng hoàng với vẻ quái lạ cảm thấy thật là hoang đường tìm cho ngươi bảy tám gã đàn ông mà ngươi còn cảm ơn hắn đuổi hỏa phượng hoàng đi nhưu hữu đạo đi tới tiểu viện của huệ thanh bình nhưu hữu đạo dừng bước trước bậc thang bên dưới cánh cửa đóng chặt quản phương nghi tới cửa gõ một lát sau có người thò mặt ra gật đầu với nhưu hữu đạo sau đó nghiêu hữu đạo cất bước đi vào trên giường trong căn phòng nhỏ huệ thanh bình tóc dài xóa vai trang phục tơ lụa thuần trắng dáng vẻ thanh tâm quả dục muốn không thanh tâm quả dục cũng khó nàng ta muốn tìm ngô công lĩnh tính sổ nhưng không có năng lực bên cạnh ngô công lĩnh có quá nhiều cao thủ bảo vệ đừng nói trả thù nàng ta còn không có cả năng lực tới gần huống chi nàng ta chỉ có một mình đệ tử đều đã bị ngô công lĩnh giết sạch sành xanh chỉ một mình nàng ta không làm ra được chuyện gì chỉ sợ muốn nghe tin tức còn phải tự thân đi làm, rất khó làm được gì. Ngoài ra, thiên nữ giáo sẽ không giải trừ việc truy sát nàng ta. Một khi nàng ta bại lộ ra ngoài một chút dấu vết, thiên nữ giáo tất nhiên sẽ đuổi tới hạ sát. Đối mặt với Huệ Thanh Bình nhắm mắt tính tọa, như hữu đạo than thở. Đại tỷ, mạo muội tới quấy giày, lần này tới cáo từ, ta phải đi, có lẽ đi lần này xong không về được nữa. Coi như đây là lần cuối cùng gặp mặt, nghe có vẻ như sinh ly tử biệt, Huệ Thanh Bình rốt cục mở hai mắt ra, có phần nghi hoặc hỏi: "Đi đâu?" như Hữu Đạo mỉm cười: "Đi thánh cảnh, hết thánh cảnh cách rồi, trong danh sách có ta, không đi không được." Huệ Thanh Bình ngạc nhiên: "Trong danh sách rèn luyện thánh cảnh có ngươi? Lúc nàng ta gặp chuyện, danh sách rèn luyện thánh cảnh vẫn chưa được công bố. Sau khi bị cầm tù, nàng ta không được tiếp xúc với tin tức về mặt này. Từ lúc được cứu ra, nàng ta cũng trở nên quái gở, không muốn tiếp xúc với người ngoài, cho nên không hay biết chút gì." đột nhiên nghe thấy tin tức nàng ta giật mình bất ngờ nghiêu hữu đạo đúng lúc biết thì vừa lúc tỷ gặp chuyện rồi trước khi đi cuối cùng cũng xem như đã nghĩ được cách cứu tỷ ra sau này có lẽ không có cơ hội gặp mặt đại tỷ nữa nếu ta không về được tỷ hãy đi cùng bọn hồng nương đi hồng nương sẽ dẫn tỷ đi tới chỗ an toàn chuyện sau này ta sẽ không để ý tới nữa năng lực của tiểu đệ có hạn sau này đại tỷ hãy tự bảo trọng hắn nói xong bèn chắp tay không nói nhiều xoay người rời đi huệ thanh bình muốn nói lại thôi nhưng cũng không biết nên nói cái gì sửng sốt ngây ngẩn đừng nói người ngoài tới giờ này ngay cả bản thân nàng ta cũng đang nghi ngờ việc nghiêu hữu đạo cứu mình có lẽ ẩn giấu mục đích không cho ai khác biết nàng ta đang đợi ngày kế hoạch lộ ra tận đến lúc này nàng ta mới hiểu được nghiêu hữu đạo cứu nàng ta đúng là vì nghĩa kết bái chứ không hề có bất kỳ mưu đồ gì với nàng ta điều này khiến trong đầu nàng ta trở nên hỗn loạn mở mịt. Chương 1413, xuất phát thánh cảnh một Khi Nưu Hữu đạo chính viện, một đám người đã tụ tập. Các trưởng lão bao gồm cung lâm sách đều đã tới, cho dù người nào có ý kiến gì với Nưu Hữu đạo, sau hôm nay, về tình về lý họ đều nên tới đưa tiễn. Huống hồ, cung lâm sách còn muốn đích thân đưa người tới thánh cảnh. Họ đã chờ đợi từ rất sớm, không dục giá. Lúc này đã gặp mặt, cung lâm sách hỏi, chuẩn bị xong chưa, nghiêu hữu đạo, gần đủ rồi, để ta đi Quy Miên Các một chuyến, cáo biệt sư tôn. Cung Lâm Sách gật đầu, "nên vậy, đi đi, cùng đi gặp mặt." Đám người rắt tay nhau rời đi, Nưu Hữu đạo đi mấy bước chợt quay đầu lại gọi, "Văn Mặc Nhi." Khi hắn bắt chuyện với Văn Mặc Nhi, những người khác ít nhiều gì cũng cảm thấy quái quái. Nội tâm Văn Mặc Nhi lại đang lo sợ bất an, hôm qua Nưu Hữu đạo nói lời kia khiến nàng ta trằn trọc trở mình suốt đêm. Sau khi cả nhóm đến Quy Miên Các, cửa an đi vào thông báo, nhưng lại quay ra lắc đầu với Ngưu Hữu Đạo, biểu thị Trung Cốc Tử không gặp hắn. Trung Cốc Tử không gặp, chẳng ai có cách gì, Ngưu Hữu Đạo cũng không miễn cưỡng, nhưng lại vẫy vẫy tay với cửa An trên bậc thang, gọi tới trước mặt. Hắn lại quay sang gọi Văn Mặc Nhi tới, hỏi nàng ta: "Ngươi cảm thấy sư điệt của ta thế nào?" Văn Mặc Nhi hãi hùng khiếp vía, do do dự dự không muốn trả lời. Ngưu Hữu Đạo hỏi theo: "Không tốt, Văn Mặc Nhi sao có thể nói lời không tốt trước mặt mọi người?" Không phải, không hiểu rõ. Nghiêu hữu đạo lại hỏi cự an, người cảm thấy dáng vẻ nàng thế nào? Cự an không hiểu có ý gì, cũng khách khí đáp. Không tệ, nghiêu hữu đạo quay sang văn mặc nhi nói. Được rồi, người đi về trước đi. Đạo, sư thúc, ngài, văn mặc nhi ấp á ấp úng không biết nên nói cái gì cho phải. Đi về trước, nghiêu hữu đạo lại lên tiếng, ngữ khí không cho phép từ chối. Dưới con mắt mọi người, Văn mặc Nhi không dám kháng lệnh, chỉ đành cắn môi rời đi. Đợi nàng vừa đi, như Hữu Đạo nói với Cung Lâm Sách nói. Hai người này xứng đôi, ta có lòng tác thành chuyện tốt cho họ. Ý của trưởng môn ra sao? Cung Lâm Sách vốn đã cảm thấy việc hỏi tới hỏi lui vừa rồi thật kỳ quặc, hóa ra là chuyện này. Vẻ mặt ông ta lập tức trở nên đặc sắc, cười ha ha nói. Ý kiến của ta không quan trọng, việc này phải xem bản thân họ chứ. Như Hữu Đạo, trưởng môn chính là nghĩa phụ của Văn Mặc Nhi, hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ. Ta là sư thúc của cửa an, cử an cũng do ta làm chủ. Bên văn mặc nhi thì phải xem trưởng môn có cho ta chút thể diện này hay không. Nếu cảm thấy ta không thể sống sót trở về, ngài không cần nể cái mặt này của ta. Ta cũng không nói gì được, cử an phát mộng, tình huống này là sao? Y vội hỏi, sư thúc, ta, nghiêu hữu đạo quay đầu lại, lạnh lẽo trừng mắt, im miệng, cử an kinh ngạc. Rất muốn nói rằng chẳng hiểu ra sao ngươi lại chạy tới sắp xếp chuyện đại sự cả đời của ta, lại còn bắt ta im miệng nghiêu hữu đạo đã mắng y không cho nói chuyện y quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa quy miên các đóng kín rất muốn chạy vào trong cáo trạng với trung cốc tử nhiều người quay sang nhìn cung lâm sách xem ông ta giải quyết việc này thế nào trong lòng cung lâm sách đang thầm hỏi thăm tổ tiên nhiều đời của ngưu hữu đạo bề ngoài thì cười híp mắt nói sự đệ quá lời chưa đi đã nói cái gì sống hay không thật không may ta tin đệ sẽ mạnh khỏe trở về bây giờ đệ hãy xuất phát đi việc này cũng không vội vàng được Chờ đệ về rồi chậm rãi bàn sau cũng không muộn. Như hiểu đạo hơi lắc đầu, trưởng môn, 89 phần 10 là ta không về được. Nếu mà ta đã không về được thì còn bàn với tán cái gì? Tốt nhất là nhân lúc ta còn sống mà quyết đoán việc này luôn đi. Lần này ta đi có lẽ phải mất đầu vì tông môn, vẩy máu nóng, hy vọng trưởng môn có thể thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng này của ta. Làm thế này chẳng phải là can quấy sao? Cung lâm sách ngán ngẩm khỏi cân nói, quay sang nhìn cự an hỏi, cự an, người có đồng ý không? Cử An đương nhiên không muốn, y còn chưa biết tình huống ra làm sao, dù thế nào cũng không thể tùy tiện đồng ý. Y đang muốn nói từ chối, nhưng không chờ cửa An mở miệng, như hiểu đạo đã cướp lời, y có bằng lòng hay không không quan trọng. Việc này ta quyết định giúp y, cung lâm sách, chuyện như vậy, nếu nam nữ hai bên đã không muốn, sao phải miễn cưỡng. Như hiểu đạo, Cự An sẽ đồng ý, chỗ y để ta bảo đảm, văn mặc nhi phải nghe lời nghĩa phụ của cô ấy, chuyện có thành hay không, quan trọng là phải xem thái độ của trưởng môn. Cung lâm sách cười lắc lắc đầu, được rồi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Ta đồng ý với ngươi là được, như hữu đạo, bao giờ kết hôn, cung lâm sách, chờ ngươi về rồi lại uống rượu mừng. Người bên ngoài đều biết, nói vậy tức là vẫn không đồng ý. Nếu như hữu đạo không về, đoạn nhân duyên này cũng coi như thôi. Như hữu đạo, ta không biết có cơ hội uống này mừng rượu hay không. Một năm sau, một năm sau dù ta có về được không, phải để hai người thành hôn. Cung lâm sách, có thể, nghiêu hữu đạo, vậy hôm nay đính hôn luôn đi, hắn lập tức giơ tay lên, cung lâm sách không nói gì, thế này là muốn ông ta phải vỗ tay thề đây. Nghiêu hữu đạo giơ tay không chịu bỏ, nhìn ông ta chằm chằm. Cung lâm sách im lặng một hồi, cuối cùng phất tay vỗ đột một cái với nghiêu hữu đạo. Mọi người đứng nhìn mà chẳng biết nói gì, tất cả đều biết một cái vỗ tay này có ý nghĩa gì. Đường đường trưởng môn, đã vỗ tay thể thốt trước mặt bao người, làm sao có thể nói mà lại không giữ lời nói cách khác hôn nhân đại sự cha mẹ quyết trưởng môn sẽ quyết định thay cho văn mặc nhi một cái vỗ này vang lên không ít người thổn thức trong lòng trong môn phái có rất nhiều đệ tử ưu tú luôn truy cầu văn mặc nhi vậy mà nàng ta lại kết hôn với một tên trông cửa của quy miên các các đệ tử kia mà biết được chuyện này sẽ có bao nhiêu con tim tan nát đây có thể đưa thả tay xuống cung lâm sách hỏi các ngươi đi trước ta khuyên nhủ y như hữu đạo gia hiệu muốn nói chuyện với cự an, cùng đi đi, cung lâm sách sợ hắn nước đến chân lại còn nháo sự để dẫn lửa thiêu thân gì đó, không nhìn chằm chằm theo thì không được. Ông ta chỉ phất ra hiệu cho mọi người cùng tránh đi một chút, để bọn họ có không gian trò chuyện riêng. Bên cạnh không có người nghe trộm, như hữu đạo nói với cự an, nam chưa kết hôn, nữ chưa gả, đưa một đại mỹ nhân hiểu điệu như thế cho ngươi mà ngươi còn không vui sao. Cự an rất giận nói, sư thúc, vấn đề không phải là vì không tình nguyện nên không vui, mà là giống như trò đùa. Ít nhất thì ta, không có cái gì ít nhất, như hữu đạo giơ tay ngắt lời y, cự an, lần này ta đi rồi, không biết có còn sống mà về được hay không. Sau khi ta đi, chỉ cần ngươi từ chối chuyện hôn sự này, trưởng môn cũng sẽ yên tâm thoải mái thủ tiêu. Cho nên chuyện như thế này ta vốn không thể cưỡng ép được ngươi. Hắn dương mắt nhìn về phía quy miên các đang đóng chặt, ngươi có bằng lòng hay không cũng không quan trọng, nhưng ngươi vẫn phải nghe ý kiến của ta. Nếu sư tôn nghe ý kiến của ta mà sư tôn không đồng ý, người có thể từ chối. Dứt lời, hắn vỗ vỗ vai cự an, không nói nhiều, rời đi luôn. Sư thúc, cự an ngơ ngác nhìn đoàn người rời đi, y ngẩn người khó hiểu. Cự an chẳng hiểu nổi như hiểu đạo nói có ý gì, vừa muốn cưỡng ép quyết định thay y, lại vừa muốn để mặc y ra quyết định sau cùng. Làm cái trò gì đây? Theo lý thuyết. Dù là Cự an cũng không nên tùy tiện ra ra vào vào quy miên các làm phiền người bên trong. Nếu không có chuyện đặc biệt, Muốn ra vào nơi này là phải theo quy định về thời gian, thế nhưng Cự An không thể nào chờ đợi nữa, lại mở cửa quy miên các đi vào. Trung quốc Tử vẫn nhắm mắt ngồi khoanh chân tĩnh tọa như bức tượng điêu khắc. Cự An ngồi quỳ chân trước mặt ông, bẩm báo, sư thúc đi rồi. Chương 1414, xuất phát thánh cảnh 2. Trung quốc Tử im lặng không nói gì, Cự An lại nói, trước khi đi, sư thúc sắp xếp một mối hôn sự cho đệ tử. Mí mắt Trung Cốc Tử giật giật rồi chậm rãi mở ra dù tuổi đã rất cao nhưng trong mắt ông cũng đầy vẻ khó hiểu ngờ vực hỏi sắp xếp mối hôn sự cho ngươi vâng ngay khi vừa nãy ngoài cửa cự cử an tỉ mỉ kể lại sự việc một lần sau cùng bổ sung lúc chưa đi sư thúc còn bảo đệ tử đi nghe ý kiến sư tôn một chút nếu sư tôn không đồng ý đệ tử có thể từ chối trung cốc tử từ, từ từ nói văn mặc nhi dường như đã từng nghe qua có phải ngươi đã từng nói với ta về người nữ đệ tử này cự an vâng trong môn phái có đệ tử muốn cậy thế bắt cưới nàng ấy không chịu nên đã bị ức hiếp sau đó nàng ấy nhận trưởng môn làm nghĩa phụ việc này đã từng đề cập tới với sư tổ đúng rồi trung cốc tử khẽ vuốt cằm lại hỏi trông đẹp mắt không cự an dùng mạo tất nhiên rất tốt bằng không sao lại có đệ tử mơ ước trung cốc tử tức là vừa có khí khái lại vừa có sắc đẹp dáng vẻ và nhân phẩm đều không kém vì sao ngươi không vui cự an giờ khóc giờ cười sư tổ ngài không cảm thấy việc này hoang đường sao? Trung Cốc Tử than thở, bao năm nay, có phải trong lòng người oán ta vì sao lại không nâng đỡ ngươi? Cự An vội nói, đệ tử không dám, cũng sẽ không có ý tưởng này. Trung Cốc Tử, có cũng được, không có cũng được. Ta không dìu dắt người tự nhiên là có nguyên nhân, luận tiềm năng tu hành, người không được, luận năng lực xoay sở giữa những người kia, người cũng không được. Ngươi không có tài năng về phương diện đó, nếu bảo ngươi tranh quyền đoạt lợi với những kẻ đó là sẽ hại ngươi. Ngươi sẽ bị bọn họ ăn đến mảnh xương cũng không còn. Người sư thúc này của ngươi lại là rồng phượng trong loài người, một nước hạ cờ thật là cao. Thằng bé ngốc, sư thúc ngươi khổ tâm vì ngươi, ngươi còn không cảm kích đi. Cự an rõ ràng vẫn khó hiểu, đệ tử không hiểu rõ, xin sư tổ giải thích nghi hoặc. Trung cốc tử, con bé kia là nghĩa nữ của trưởng môn, ngươi làm sao còn không hiểu. Thằng bé ngốc, ta không còn nhiều thời gian, ta đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cưới được con gái nuôi của trưởng môn thì lại khác. Dù ngươi không có tiền đồ gì, người khác cũng không dám gây khó dễ quá đối với ngươi. Ít ra ngươi có thể sống bình an. Bình thường, trưởng môn không thể đồng ý với chuyện như vậy, cũng không thể ngang nhiên ép nữ đệ tử trong phái lập gia đình. Cho dù ta mở miệng thì ông ta cũng có đủ lý do để từ chối. Chỉ cần nhà gái không đồng ý là được rồi, ta cũng chẳng có cách nào quấy rối không thèm giảng đạo lý như sư thúc của ngươi ngươi cho rằng sư thúc ngươi nhàn đến phát chán nên đùa chút cho vui sao? Thằng ngốc, sư thúc ngươi cũng không dám hứa chắc có thể sống sót trở về, hắn đang sắp xếp hậu sự, sắp xếp một đường lui chu toàn cho người của Quy Miên Các. Ta không giao phó gì, nhưng hắn hiểu, hắn cũng làm được. Cho dù hắn chết ở thánh cảnh cũng không phụ lòng kỳ vọng của ta, cũng hết lòng quan tâm tới Quy Miên Các. Nếu ngươi vẫn không cảm kích hắn, hắn cũng chẳng có cách nào. Thằng ngốc, cô nương kia cái gì cũng khá sư thúc của ngươi cũng đâu có làm gì oan ước cho ngươi. Hắn đưa cho ngươi chuyện tốt như vậy là ngươi trèo cao rồi. Người khác ước ao còn không kịp, ngươi còn có gì mà không vui. Nghe sư thúc ngươi, cưới đi, cự an sững sờ ngơ ngác, nhóm người tới thăm hỏi quy miên các trở về biệt viện Mao Lư. Trong lúc mấy người cung lâm sách tạm thời chờ đợi, như hữu đạo nhân cơ hội vào trong nhà lấy bọc hành lý căn dặn Quản Phương Nhi về quan hệ giữa Văn mặc Nhi và cự an. Quản Phương Nhi nghe xong cũng phát mộng, cứ thế là đính hôn. Văn Mạc Nhi và cửa An đính hôn, đạo gia, ngài chơi thật là dốc lòng, ngay cả bà ta cũng cảm thấy hơi qua loa. Như hữu đạo nói rồi đeo bao hành lý lên, Văn Mạc Nhi chính là tai mắt do cung lâm sách phái tới. Lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm vào chúng ta, người còn thoải mái được hay sao, biến thành người mình thì có gì không tốt. Lúc ta không có đây, thân phận của các ngươi không tiện đi lại khắp nơi trong tử kim động. Người liên hệ nhiều với cửa An, bảo Cự An bỏ nhiều công sức cho Văn Mạc Nhi như vậy là để Văn Mạc Nhi có thể giúp các ngươi, các ngươi cũng có thể hành động thuận tiện trong tử kim động hơn chút. Ít ra các ngươi có thể nhận ra được tình huống biến hóa đúng lúc trong tử kim động còn sớm chuẩn bị và đề phòng. Quản Phương Nhi suy tư rồi gật đầu, hỏi Cự An có đồng ý hay không? Có thể đồng ý không? Nhiêu hiểu đạo cơ hội đã cho y, nếu y đã không muốn mà từ chối, vậy ta cũng không thể nói gì được. Nói thì nói vậy, nhưng vị sư phụ kia của ta còn chưa già đến độ lú lẫn, sẽ cân nhắc tốt thiệt hơn. Quản phương nghi thổn thức, con bé kia có bị oan không? Chẳng hiểu ra sao đã bị người ta gieo vạ cho. Thành tựu một đoạn nhân duyên là chuyện tốt, làm sao lại thành gieo vạ? Lại nói, cự an cũng không kém. Người có thể an tâm gác cửa nhiều năm như vậy sẽ không quá xấu, còn đáng tin hơn cái đám ngọc thụ lâm phong kia. Con bé kia không hiểu chuyện, vậy thì để người khác khai sáng. Ta đã giúp nàng ta đưa ra lựa chọn chính xác. Cùng lâm sách đã ngang nhiên cưỡng ép nàng ta như thế thì không thể không chịu trách nhiệm với nàng ta thấy thế nào cũng là chuyện tốt, nàng ta hẳn phải cảm ơn ta mới đúng. Được, nói ngược nói xuôi thế nào cũng là người có lý. Cái gì cần giận cũng đã dặn, hành trình thánh cảnh chính thức xuất phát. Nghiêu hữu đạo dẫn côn lâm thụ rơi đi, hỏa phượng hoàng lưu luyến chia tay. Nghiêu hữu đạo lại không cho người của biệt viện mau lưu tống tiến, mọi người chỉ có thể đứng ở cửa nhìn theo, trong đó có thương thục thanh cắn môi không nói. Ngọc thương nghe tin lập tức hành động, dẫn tu sĩ nước tần chạm chán với người của tử kim động. Khi trưởng lão từ kim động chắp tay tiến biệt bên ngoài sơn môn, trưởng môn Vũ Văn Yên của thiên hỏa giáo cũng xuất hiện. Ông ta dẫn người của thiên hỏa giáo tới cùng đi, gặp lại người thiên hỏa giáo, côn lâm thụ khó có thể ngừng đầu. Vũ Văn Yên gọi y tới bên thiên hỏa giáo lại bị như hữu đạo ngăn cản. Mặc dù biết côn lâm thụ nằm trong danh sách rèn luyện thánh cảnh, tình huống bình thường sẽ không có ai dám động vào y, nhưng trước khi đến thánh cảnh, như hữu đạo vẫn không dám để côn lâm thụ rơi vào trong tay thiên hỏa giáo cũng để tránh cho côn lâm thụ lúng túng suốt dọc đường này từ trước mắt có thể nhận ra bên thiên hỏa giáo không ai thiện ý với côn lâm thụ tại cửa sơn trang mao lư quản phương nghi xoay người đối mặt mọi người nói được rồi đi rồi đều trở về đi thôi mọi người lục tục tản đi tâm tình không mấy vui vẻ dường như không còn người dẫn dắt tiền đồ chưa biết họ đều có phần giống như người mất hồn trở lại trong viện Quản Phương Nghi nhìn thấy viên cương trên lầu các đang nhìn ra xa. Đối với viên cương, Quản Phương Nghi đã hỏi Nghiêu Hữu Đạo nên làm gì. Phùng Quan Nhi kia vẫn là mối yêu phiền tiềm ẩn. Nghiêu Hữu Đạo nói để mặc viên cương, viên cương sẽ tự lựa chọn con đường đi của hắn ta. Nếu Nghiêu Hữu Đạo thực sự không còn ở đây, bên này không có ai có thể chăm sóc viên cương. Điều này đã từng được nghiệm chứng. Chuyện này quả thực bất đắc dĩ, cũng không thể trói viên cương lại được. Sau đó Quản Phương Nghi lập tức sắp xếp theo ý Nghiêu Hữu Đạo, Bắt đầu đuổi Thương Thục Thanh về châu Nam. Thương Thục Thanh không muốn trở về, nói thế nào nàng cũng không đồng ý. Quản Phương nghi chấp hành cưỡng chế, Thương Thục Thanh cũng không có năng lực chống cự nên bị đưa đi. Tạm thời, từ Kim Động và biệt viện Mao Lưu Bình An vô sự. Biển rộng mênh mông, trăng sáng trên trời, trên hải đảo có nhiều núi non trùng điệp, khu vực chính giữa đảo có một vùng đèn đuốc huy hoàng. Đó là những mái nhà được xây thành dạng vòng tròn, đèn đuốc tỏa ra từ các loại đèn lồng treo đầy đình đài lầu các chương 1415, vừa vào thánh cảnh. Tại kiến trúc trung ương thành thị dạng vòng tròn này có một vùng đất bằng phẳng. Vùng đất này được một cái vòm sáng dao động dạng bán cầu úp ngược lên trên. Thỉnh thoảng lại có người tiến vào rồi biến mất sau màn sáng dao động, cũng có người từ trong màn sáng đột nhiên xuất hiện. Người ra người vào khiến dao động dập dờn liên tục, nơi này được gọi là đảo thánh, thuộc quyền quản lý trực tiếp của phiêu miễu các. Vật tỏa sáng dạng bán cầu ở chính giữa kia chính là thánh môn, là nơi phải đi qua để ra vào thánh cảnh, cũng là lối đi duy nhất. Cưới phi cầm hạ xuống, đoàn người như hữu đạo bị chặn lại ở bên ngoài phạm vi của tòa thành tròn này. Bất kỳ người của môn phái nào đều được cho phép vào, cũng phải chờ ở ngoài. Họ đã tới sớm gần một ngày còn chưa tới lúc được cho phép đi vào, chỉ đành hạ trại nghỉ ngơi ở bên ngoài thành tròn. Ở đây sẽ không ai nể mặt rồi chiêu đãi họ, tự họ phải nghĩ biện pháp. Bình thường không có người ngoài nào tự ý đi tới đảo thánh, lần này xem như ngoại lệ. Có điều, vẫn có người kiểm tra và xác định thân phận của những người mới đến. Không thấy những người khác, xem ra chúng ta tới trước. Cung Lâm Sách nhìn chung quanh nói, Như Hữu Đạo cũng nhìn chung quanh tiếp lời, "Trưởng môn, ngài đã đích thân tới, nếu để ngài ngủ giữa núi rừng ngoài trời thế này thì thật chẳng nể mặt ngài chút nào. Có đạo đãi khách như thế sao? Ta đi tìm họ Lý luận một phen." Dứt lời, hắn định đi luôn, Cung Lâm Sách bị hắn nói cho giật mình, vội vàng chạy tới kéo tay hắn lại, nghiêm túc cảnh cáo. Nghiêu Hữu Đạo, người chớ làm loạn. Ông ta rất cố gắng kéo Nghiêu Hữu Đạo lại, vừa kéo vừa liên mồm cảnh cáo hắn, quyết không cho hắn gây rối. Nghiêu Hữu Đạo liên mồm vâng dạ, nhưng hành vi vừa nãy của hắn đã khiến Cung Lâm sách giấy lên cảm giác không yên lòng. Lại thêm, việc Nghiêu Hữu Đạo không ít lần kiếm chuyện trong Tử Kim Động khiến Cung Lâm sách vô cùng lo lắng cho chuyến rèn luyện thánh cảnh. Ông ta lo Nghiêu Hữu Đạo lại gây sự trong thánh cảnh, đến lúc đó e là Tử Kim Động cũng bị vị này lừa thảm rồi. Cung Lâm sách ảo não nghĩ, thánh cảnh bắt tử kim động đưa ai đến chẳng được, tại sao cứ phải điểm danh cái thằng thích làm loạn này, đúng là làm người ta lo lắng. Hết cách rồi, bây giờ điều mà cung lâm sách có thể làm chỉ là lải nhải khuyên bảo Ngưu hữu đạo, ít nhất không thể bỏ mặc cái mạng nhỏ được chứ. Đêm dài rằng rạc, Ngưu hữu đạo thở ngắn than dài, cảm khái nào là nhân sinh các kiểu, nào là sống sống chết chết gì đó. Cung lâm sách lại liên tục khuyên bảo hắn, bảo hắn đừng lo lắng, nói là mình sẽ hỗ trợ quan tâm, sẽ cố gắng chờ hắn trở về người chết còn cần quan tâm mẹ gì dường như nghiêu hữu đạo dần để tâm tới những chuyện vặt vãnh khiến cung lâm sách gần như phải khuyên bảo hắn suốt đêm ngày mới tới tu sĩ nước tấn xuất hiện trưởng môn khí vân tông thái thúc phi hoa tự mình dẫn người chạy tới cũng giống như bên này người của phiêu miếu các lập tức cản trở rồi tiến hành xác nhận thân phận của khí vân tông sau khi kiểm tra xong xuôi người của phiêu miếu các cũng không cho họ chạy loạn trên đảo thánh lệnh cho họ đến địa điểm chỉ định để tập hợp cái gọi là địa điểm chỉ định tất nhiên chính là phạm vi mà đoàn người nghiêu hữu đạo đặt chân. Người tới trước chạm mặt kẻ tới sau, thái thúc phi hoa lập tức trợn mắt nhìn nghiêu hữu đạo, có thể nói là mắt lè ánh sáng đỏ. Trong bí cảnh thiên đô, ban đầu khí vân tông không thể điều tra rõ là tu sĩ nước tấn cuối cùng đã gặp phải chuyện gì. Nhưng người tham dự việc diệt tu sĩ nước tấn trong đó có quá nhiều, tất nhiên dễ để lộ tin tức. Sau đó khí vân tông toàn lực truy tra, làm sao có thể để đến bây giờ vẫn không biết chân tướng khi khí vân tông đã biết rõ kẻ cầm đầu của đám người đã lấy mạng thái thúc sơn nhạc kẻ chủ mưu chính là ngưu hữu đạo đã biết rõ ràng chân tướng thì kẻ cầm đầu đã bỏ trốn vào tử kim động làm con rùa đen rút đầu đương nhiên cũng có sự tình vẫn chưa thể làm rõ ba vị thái thượng trưởng lão được phái đi hoàng cung nước triệu đánh cướp đã biến mất một cách khó hiểu bất kể khí vân tông hay thám tử do nước tấn phái ra đã dùng mọi cách điều tra nhưng trước sau vẫn không thể biết được chuyện gì điều này đã thành tâm bệnh của thái thúc phi hoa Vừa thấy ánh mắt của Thái Thúc Phi Hoa, Nghiêu Hữu Đạo đã hiểu. Chắc hẳn Khí Vân Tông đã tra ra được sự việc xảy ra trong bí cảnh Thiên Đô. Nhưng điều này cũng không uy hiếp được hắn, dùng ánh mắt làm sao hù dọa được Nghiêu Hữu Đạo, mà nơi này lại là Đảo Thánh, cho Thái Thúc Phi Hoa một trăm lá gan cũng không dám kiếm chuyện gây sự với hắn ở đây. Cung Lâm Sách thấy cũng có vẻ hiểu, an ủi bên tai Nghiêu Hữu Đạo. "Không cần sợ, lão ta không dám gây sự ở đây." Sau đó, các đại môn phái lần lượt có mặt, Người quen cũ của Ngưu Hữu Đạo, trưởng lão Lăng Tiêu các toàn thái phong, không có bất ngờ gì cũng xuất hiện. Tình nhân cũ của quản phương Nghi La Đỗ Vân Tang cũng tới, dẫn theo người của Thiên Hành Tông. Không biết có phải cố ý hay không, Ngưu Hữu Đạo để ý thấy ánh mắt của Đỗ Vân Tang khi nhận ra người của Tử Kim Động đã lập tức tìm kiếm một phen. Sau khi tên kia tìm thấy Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt tìm kiếm lập tức dừng lại một phen rồi nhanh chóng rời đi. Ngưu Hữu Đạo âm thầm lắc đầu, hắn có thể nhận ra được, tuy rằng chuyện cũng như gió thổi, nhưng Trung Quy vẫn lưu lại trong lòng gã đàn ông kia điều gì đó, không thể quên được. Trong số người của vạn thú môn tới đây cũng có người chăm chú nhìn như hữu đạo. Trưởng lão chiêu kính của vạn thú môn cũng là kẻ xui xẻo phải đi thánh cảnh. Vốn như hữu đạo bảo chiêu kính phái đệ tử tin cậy tới tham dự, ai ngờ thánh cảnh có biến. Chiêu kính lại là người có địa vị khá cao trong vạn thú môn, có lẽ cũng vì nổi tiếng nên mới bị điểm danh. Chiêu kính cấp tốc tìm kiếm như hữu đạo, chạm mắt với như hữu đạo là rừng, tỏ vẻ trong lòng có câu hỏi cần như hữu đạo giải thích. Tuy nhiên, trước con mắt bao người ở đây, ông ta không thể tiếp xúc chính diện với như hữu đạo. Ở đây lại không cho đi lung tung, nghĩ lại thì, hai người cũng phải đi thánh cảnh, sẽ có lúc chạm chán, tạm thời có thể đè tâm tư xuống. Trường môn khí vân tông thái thúc phi hoa nhạy cảm bắt được ánh mắt của hai người, lòng chợt run lên một cái. Xem ra hoài nghi của gã thiệu bình ba kia không phải là không có lý do. Giữa hai kẻ này quả thực có thể có vấn đề. Thực ra từ lúc chiều kính tới, Thái Thúc Phi Hoa đã bắt đầu quan sát hai người kia. Trước khi đến đây, Thiệu Bình Ba biết được danh sách Thánh Cảnh đã tới tìm Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng, nhờ Thái Thúc Hùng nhắc nhở tu sĩ nước Tấn đi Thánh Cảnh phải đề phòng. Vì vậy, Thái Thúc Phi Hoa mới để tâm. Sau khi nhận ra sự dị thường, Thái Thúc Phi Hoa thì thầm căn dặn vị trưởng lão tham dự lần này. Tuy không có chứng cứ chứng minh, nhưng Thái Thúc Phi Hoa vẫn phải nhắc nhở cẩn thận. Sau đó tới lượt yêu ma quỷ quái tứ hải tới như hữu đạo nhách miệng cười không cái thiên phù hoa đoạn vô thường lãng kinh không không thiếu một ai tất cả đều là quỷ xui xẻo phải đi thánh cảnh lần này bốn vị này không giống với các vị trưởng lão đi bí cảnh thiên đô của các nước vì tứ hải ở thế yếu kẻ được phái đi bí cảnh thiên đô đều là tướng tài lần này bốn người bị điểm danh đi thánh cảnh hiển nhiên cũng là vì nổi danh năm vị huynh đệ tỉ muội kết nghĩa gặp được nhau tuy không tới gần chào hỏi nhưng mỗi người đều nháy mắt ra hiệu từ xa thật không biết là vui hay là cười vì cả đám xui xẻo tới cùng một chỗ. Hiển nhiên phiêu miếu các rất coi trọng chuyện lần này, dù sao lần này cũng phải làm việc với chín vị trí tôn trong thánh cảnh, không ai dám để xảy ra sai lầm. Giữa các môn các phái dù sao cũng có va chạm, từ đó phiêu miếu các sợ xảy ra xung đột ngoài ý muốn nên đã chỉ định điểm đặt chân cho từng phái, không cho phép đi lại lung tung, cưỡng chế từng môn phái tại vị trí chỉ định. Trường 1416, tuổi trẻ thật ra cũng chẳng phải chuyện tốt một. Ngay cả Ngọc Thương và Vũ Văn Yên đi cùng tử kim động cũng bị chia tách ra. Côn Lâm Thụ phải rời khỏi Nghiêu Hữu Đạo, sang bên Thiên Hỏa Giáo. Sau khi tới đây, các phái đều cách nhau một khoảng, hầu như không giao lưu gì. Cho đến tận trạng vạng tối, phiêu miếu các mới bắt đầu cho đi. Họ lệnh cho người tham gia rèn luyện thánh cảnh của các phái tiến vào quần thể kiến trúc được vây lại thành hình tròn, cũng có nghĩa là chuyến rèn luyện thánh cảnh chính thức bắt đầu trưởng môn các phái dồn dập dặn dò lần cuối với các đệ tử trưởng lão bổn môn và từ biệt người của phiêu miếu các tại lối ra vào xác định thân phận người tham dự một lần nữa sau đó mới cho từng người đi vào ở cửa ải này sự chuẩn bị của các môn phái đều bị lãng phí nhân viên tham gia rèn luyện thánh cảnh ngoại trừ trang phục mặc trên người ra thì đều không được mang vào tiền tài vũ khí và phù triện gì đó đều không được mang theo hết cách bảo kiếm quen thuộc trong tay nghiêu hữu đạo đành phải từ bỏ kể cả số phù triện mà cung lâm sách đã đưa cho hắn, như hữu đạo đều đưa cho cung lâm sách, nhờ ông ta mang về. Hắn dẫn hai đệ tử từ kim động tiến vào quần thể kiến trúc quy mô lớn kia, dọc đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây kiểm tra. Trong lúc này, các trưởng môn vốn đều chưa có cơ hội đi vào trải nghiệm, lần này có cơ hội tất nhiên phải đi xem một phen, sau này có thể ghi lại trên tử kim tạp ký cho đời sau đọc xem. Không nên dừng lại, đi về phía trước, đi thẳng về phía trước. Có nhân viên của phiêu miếu các lên tiếng quát mắng. Khi dòng người đi tới vầng sáng bán cầu ở chính giữa kiến trúc lớn, họ vẫn bị ép phải đi thẳng về phía trước. Trên đường luôn có người giám thị, người tham gia rèn luyện lần lượt đi vào, biến mất trong vầng sáng. Đợi đến lúc đi ra khỏi vầng sáng, áp lực trên người đột nhiên tan mất, quang cảnh chung quanh đã khác. Nơi này dường như mới là lúc sáng sớm, như hữu đạo ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một thung lũng. Nơi này cũng có một kiến trúc bao vây quanh một vầng sáng dạng bán cầu úp ngược. Đột nhiên đi tới một thế giới khác, mọi người không kìm được nghỉ chân quan sát. Lập tức lại có kẻ quát, "Đừng dừng lại, đi lên núi." Mọi người bay lên vùng núi ở biên giới thung lũng, phóng mắt ra xa, xa, hàng nghìn đỉnh núi xuyên qua mây trắng lên trời, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phiêu miếu các, mọi người đáp xuống núi, bay lượn trên biển mây, tới gần một đỉnh núi khác. Nơi này chắc là thánh cảnh, những người rơi xuống đỉnh núi đều đánh giá chung quanh một phen bọn họ nhìn thấy trên sơn môn có khắc hai chữ thủ khuyết. Những tòa kiến trúc đan xen nhau trên đỉnh núi, kéo dài liên miên, còn có những cây cầu sen kẽ. Có thể nhìn ra đây chính là nơi ở của phiêu miểu các. Từ trang phục của người ở đây là có thể đoán ra được, bọn họ đều là người trông coi cửa ra vào của thánh cảnh. Đây chính là ước định của chín vị đại trí tôn, cửa ra vào thánh cảnh chỉ có một, do một nhà canh giữ cũng không thích hợp. Phàm là những thứ có liên quan đến lợi ích cộng đồng, đều có người của chín vị đại trí tôn điều động đến, tạo thành phiêu miểu các để quản lý. Núi này được gọi là núi Thủ Khuyết, hay còn gọi là Thủ Khuyết Sơn Trang, chính là nơi để các thành viên canh giữ cửa ra vào thánh cảnh trú ngụ, cùng với các thành viên phiêu miểu các canh giữ thánh đảo bên ngoài, một trong một ngoài chấn giữ. Người không có phận sự sẽ không cách nào tùy ý xông vào sông ra mà không bị phát hiện. Không để mọi người ở lại quá lâu bên ngoài sơn môn, người vừa đến đủ, lập tức đuổi vào sơn trang giống như đuổi dê. Mọi người đều có cảm giác mình như cừu non đợi làm thịt, cúm núm thuận theo, không ai dám phản kháng. Mọi người bước vào một lầu các khá rộng rãi, bên trong sắp từng dãy bàn thấp sát mặt đất, có 84 bàn, tương ứng với số người có mặt. Tổng cộng có 30 chỗ phân theo thứ tự của các nước tham gia vào phiêu miểu các, ngoại trừ hai ghế công đức, cũng là người được phiêu miểu các khen ngợi mà vinh dự có được. 21 ghế còn lại dành cho bảy nước, ba ghế dành cho Linh Tông, Thiên Hành Tông, Vạn Thú Môn, bốn ghế dành cho bốn biển Tổng cộng lại là 28 ghế, tương đương với 28 môn phái, mỗi môn phái 3 người, nói cách khác, người đến tham gia rèn luyện thánh cảnh có 84 người. Trên mỗi bàn đều có một bộ quần áo màu đỏ, từ trong ra ngoài đều có đủ. Tình huống phía sau hơi xấu hổ một chút, Phiêu Miểu các yêu cầu tất cả mọi người tìm một cái bàn, thay quần áo ngay tại chỗ, để mình trần trùng trục từ trong ra ngoài. Quần áo được thay ra phải giao lại cho Phiêu Miểu các tiêu hủy toàn bộ. Nói trắng ra, nơi này là thánh cảnh là nơi ở của chín đại trí tôn, không muốn người ngoài đưa những thứ đồ không nên đưa vào bên trong, sợ sẽ xảy ra chuyện không đáng có. Đến lúc đó, phiêu miểu cắt sẽ không cách nào ăn nói với chín đại trí tôn. Mặc dù hơi xấu hổ khi phải cởi quần áo trước mặt bao nhiêu người, nhưng dù sao cũng không phải một người cởi, tất cả cùng cởi nên cũng không có gì. Nhanh đi, đừng lề mề nữa. Người của phiêu miểu các nghiêm nghị quát, mọi người không dám do dự, lập tức ào ào cởi thắt lưng, nhiều hữu đạo cũng nằm trong số đó. Đối với một đám đàn ông thì không sao, nhưng bên trong còn có một số phụ nữ tham gia rèn luyện, tình huống không khỏi trở nên khó xử đối với bọn họ. Ví dụ như trưởng lão phù hoa của Tây Hải Yêu Vương, cũng chính là đại tỷ kết bái của Ngưu Hữu Đạo. Dáng người xinh đẹp, tư thái uyển chuyển, bảo nàng làm sao có thể cởi sạch trước mặt bao người chứ? Cởi sạch quần áo trước mặt một đám đàn ông, bảo phụ nữ bọn họ làm sao mà là được. Nhưng nếu không cởi, hậu quả sẽ không gánh nổi. Vô cùng do dự, có người mặt đỏ bừng, Nhìn trái nhìn phải không biết làm như thế nào cho tiện, lại không dám tùy tiện nói lý với người của Phiêu Miểu Các. Đang âm thầm quan sát xung quanh, như Hiếu Đạo nhìn thấy hết mọi việc, đồng thời cũng âm thầm cảm thán độ dâm uy cường đại của thánh cảnh. Cũng may Phiêu Miểu Các không phải là người cái gì cũng không biết đạo lý, vẫn còn có chút nhân tính. Không đợi các cô gái lên tiếng, đã có thành viên nữ của Phiêu Miểu Các gọi bọn họ ra ngoài, sắp xếp một chỗ khác để bọn họ thay quần áo đàn ông mà cởi sạch trước mặt một người đàn ông khác cũng không tính là chuyện vinh quang gì nghiêu hữu đạo cũng không muốn lộ hàng quá lâu tay chân lanh lẹ sau khi cởi ra hết hắn nhanh chóng thay bộ quần áo màu đỏ sau đó nhẹ nhàng thở ra những người khác cũng không chậm hơn bao nhiêu động tác cởi và mặc cũng nhanh vô cùng nhưng cảnh tượng này cũng quá hoành tráng đi biểu hiện của các thành viên phiêu miểu các hơi cổ quái đoán chừng ngay cả bọn họ cũng khó mà gặp cảnh tượng này dù sau đây là lần đầu tiên bọn họ trải qua chuyện rèn luyện ở thánh cảnh. Một thành viên giám sát hiện trường của phiêu miểu các lên tiếng la lớn, châm cài tóc cũng phải đổi. Chư vị, ta cảnh cáo trước, nếu ai dám lén lút mang theo bất kỳ vật gì từ bên ngoài vào, một khi bị phát hiện, giết chết không tha. Người tham gia rèn luyện âm thầm run lên, không ai dám làm trái, bao gồm cả nghiêu hữu đạo, tất cả đều thay châm cài tóc của mình. Ngay cả những yêu tu có khả năng biến hóa, Trước khi qua cửa cũng phải phun ra hết đao kiếm giấu trong cơ thể ra ngoài. Về sau, quần áo được thay ra đã được người của Phiêu Miểu Các gom đi sạch sẽ. Đến lúc này, tất cả thành viên tham gia rèn luyện, ngoại trừ cơ thể, trên người bọn họ không còn bất cứ vật gì mang từ bên ngoài vào. Mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, mọi người đều xuất phát từ một vạch, đối với bọn họ mà nói cũng được xem là công bằng. Sau khi mọi người thay quần áo xong, chờ những cô gái quay trở lại, lúc này bọn họ mới phát hiện quần áo mà bọn họ mặc không phân biệt nam nữ, ai cũng đều mặc cùng một bộ quần áo màu đỏ. chương 1417 tuổi trẻ thật ra cũng chẳng phải chuyện tốt hay. số đo của mấy bộ quần áo khá lớn, dáng người nghiêu hiếu đạo cũng không tính là thấp, nhưng cũng còn cảm thấy bộ quần áo hơi rộng. huống chi các cô gái lại càng rộng hơn, nhưng đây không phải là điều phiêu miểu các cần quan tâm. thành viên giám sát quát lớn, tất cả tìm một cái ghế ngồi xuống, im lặng, không ai được ồn ào trên cơ bản, không ai ngồi lộn xộn, ai cùng một phái thì khoanh chân ngồi chung với nhau. Tử Kim Động có thêm hai đệ tử đi theo, một người tên Tần Quan, một người tên Kha Định Kiệt, cả hai đều theo sát Nghiêu Hữu Đạo, cũng không hổ là thành viên được viên cương huấn luyện qua. Ngay từ đầu đã chiếm trước vị trí có lợi, nghe tiếng quát xong, lập tức ngồi xuống tại chỗ để phòng xung quanh. Một người ngồi sau Nghiêu Hữu Đạo, phòng ngừa có người đánh lén đằng sau hắn, đồng thời cảnh giới bên phải của hắn luôn. Một người ngồi bên trái Nghiêu Hữu Đạo, đề phòng nguy hiểm có khả năng xuất hiện từ bên trái về phần đằng trước nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo vốn hướng mặt về phía trước hắn có thể kịp thời phát hiện tình huống phát sinh trước mặt mình cũng có thể đề phòng nhanh chóng đây chính là thành quả huấn luyện của viên cương mặc kệ đến đâu hai người cũng có thể bảo đảm an toàn cho nghiêu hữu đạo đồng thời cảnh giác xung quanh nhanh chóng phát hiện bất cứ khả năng dị thường nào xuất hiện chỉ dựa vào viên cương phân phó khẳng định cũng vô dụng đối với an toàn của nghiêu hữu đạo từ kim động tất nhiên cũng đã tận tâm dặn dò qua. Nếu vì sự sơ suất của hai người dẫn đến chuyện không hay, hai người trở về sẽ không bàn giao lại được. Hai người toàn lực phối hợp bảo vệ Ngưu Hữu Đạo, cũng chính là giữ gìn lợi ích của Tử Kim Động. Đương nhiên, nếu Ngưu Hữu Đạo muốn làm chuyện gì có hại cho lợi ích của Tử Kim Động, hai người cũng sẽ toàn lực ngăn cản. Nhận thấy phản ứng của hai người, Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn cả hai. Hắn thấy cách thức quen thuộc như thế, không khỏi đoán ra đây chính là kiệt tác của Viên Cương. Hắn cảm thấy phản ứng của hai người hơi quá, ở đây ai dám làm loạn chứ, nhưng hắn cũng không lên tiếng nói gì. Sau khi mọi người ngồi xuống xong, tất cả đều chờ đợi. Bọn họ đều hết nhìn đông đến nhìn tây, người quen biết thì nhìn nhau để giao lưu, cũng không biết đang chờ đợi chuyện gì. Nghiêu Hữu Đạo im lặng, phát hiện trưởng lão Vạn Thú môn Triều Kính và trưởng lão Hiểu Nguyệt Các thầm nhất độ thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, giống như hy vọng nhận được một ám chỉ nào đó từ hắn nếu có thể biết được tiếp tục sẽ phát sinh chuyện gì, bọn họ cũng sớm chuẩn bị tâm lý ứng đối. Thẩm nhất độ đã được Ngọc Thương nhắc nhở, ông ta có suy nghĩ này, như hữu đạo cũng có thể hiểu. Về phần chiều kính, ông ta không biết cũng có thể hiểu, đoán chừng là hiểu lầm ý của Ngọc Thương. Ai bảo ông ta phòng ngừa chu đáo, ngay từ đầu đã truyền tin cho chiều kính chuẩn bị làm gì. Nhưng hắn có thể ám chỉ gì chứ? Hắn không thể, bởi vì chính hắn cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ có thể làm như không thấy. Kết quả, khi hắn chuyển ánh mắt đi, hắn phát hiện phù hoa, đoạn vô thường, lãng kinh không, hồng cái thiên đều hung hăng nháy mắt với hắn. Như hữu đạo đưa mắt nhìn nóc nhà, quan sát cấu tạo của sáng ngang. Đám người thầm nhất độ có chút bất đắc dĩ, phát hiện biểu hiện của mình đã bị lãng phí một cách vô ích. Trong lòng đám người chiều kính và phù hoa hơi sốt ruột. Bọn họ nghĩ, một khi có cơ hội, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tiếp cận tên kia để thăm dò tình huống. Đợi chừng nửa canh giờ, tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài lầu các. Một người đàn ông nho nhã bước vào, dáng dấp thanh tú, khí độ nội liếm, ngồi xuống vị trí chính giữa trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy mọi người ngồi thành hàng, khóe miệng của y không khỏi nhếch lên nụ cười, hình như vì tất cả đều mặc cùng một màu đỏ, khiến y hơi buồn cười. Ở đây đã từng có người gặp qua y, nhìn thấy người đàn ông nho nhã này, trong lòng bọn họ âm thầm run lên, biết đây chính là Đinh Vệ, đệ tử của một trong chín đại trí tôn, đồng thời cũng là người chấp trưởng phiêu miểu các trong năm nay. Đinh Vệ dò xét mọi người một lát, sau đó mới lên tiếng, lần này đến thánh cảnh để rèn luyện, bên ngoài có rất nhiều lời đồn và ta cũng có nghe thấy, đều là lời đồn nhảm nhí cả, là sự hiểu lầm đối với thánh tâm, mọi người không cần phải khẩn trương, cũng không như mọi người đã nghĩ. Rèn luyện, chính là rèn luyện thật sự, người có thể tham dự sẽ thu được lợi ích to lớn, là một cơ hội mà chín đại thánh tôn tặng cho mọi người, là cơ hội mà bình thường mọi người cầu cũng không thấy các vị nên cảm thấy may mắn mới đúng mọi người lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau rõ ràng là còn hoài nghi lời giải thích của y thánh cảnh và phiêu miểu các bình thường là làm chuyện gì có chuyện tốt mới là lạ ở đây ta nhìn thấy có một vài người quen chắc là có quen biết với ta là trưởng lão các phái phải không đinh vệ mỉm cười giơ tay ra hiệu làm phiền trưởng lão các phái đứng lên cũng là để cho ta làm quen một chút y vừa nói xong trưởng lão các phái không dám trái lời đều lần lượt đứng lên Nhìn tất cả trưởng lão đã đứng lên hết, đinh vệ hơi cau mày nói, tại sao trưởng lão các phái lại ngồi hết đằng sau vậy? Không tiện giao lưu đâu, mau đổi vị trí đi, tất cả ngồi hết đằng trước cho ta. Các trưởng lão hơi xấu hổ, bọn họ cảm thấy ngồi đằng trước không được an toàn, sợ có việc sẽ phải đứng mũi chịu sao, cho nên mới giúp hết về phía sau. Bây giờ người ta đã nói như thế, cũng không tiện co lại. Hiện trường trở nên hỗn loạn, ai nấy đều thay đổi vị trí, bao gồm như hữu đạo bên trong, các trưởng lão đều được đổi lên ngồi hàng phía trước. Hai đệ tử từ kim động lo chiếm vị trí đẹp từ trước đã bị một câu của đinh vệ biến thành vô dụng. Ngồi giữa các vị trưởng lão ở hàng đầu, nhiều hữu đạo có cảm giác hạc lẫn giữa bầy gà. Trưởng lão mà còn quá trẻ như hắn, muốn không chú ý cũng khó. Khi ánh mắt đinh vệ đảo qua mọi người, lập tức chú ý đến nhiều hữu đạo, vội dừng lại để quan sát. Nhiều hữu đạo âm thầm cảm thấy không may. Trước kia, hắn thấy còn trẻ thật sự rất tốt. Bây giờ hắn phát hiện, Tuổi trẻ thật ra cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Quả nhiên, Đinh Vệ cười hỏi, ngươi chính là trưởng lão Tử Kim Động, Nưu Hữu Đạo. Nưu Hữu Đạo chắp tay nói, đúng vậy. Đinh Vệ gật đầu, thông tin ở bí cảnh Thiên Đô có liên quan đến ngươi, ta đã xem qua, đúng là không tầm thường, tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa, lần này các vị trưởng lão có thể may mắn tham gia rèn luyện, công lao của ngươi không thể bỏ qua. Ta, Nưu Hữu Đạo nhịn không được ngạc nhiên hỏi một câu hắn không khỏi hoài nghi, chuyện này có liên quan quái gì đến lão tử chứ. Nhưng có mấy lời chỉ có thể để trong lòng chứ không dám nói ra. Hắn hoài nghi nhìn đối phương, chờ đối phương trả lời. Mọi người cũng nghi ngờ nhìn Nghiêu hữu Đạo, đám người chiều kính lại càng nhìn chăm chú hơn. Nhất là trưởng lão thẩm nhất độ của Hiểu Nguyệt Các, thầm nghĩ các chủ đoán không sai. Người này chết cũng không thừa nhận, nhưng thật ra khả năng hắn đã biết được điều gì đó. Đinh vệ mỉm cười, cũng không nói tại sao lại không thể bỏ qua công lao của mưu hữu đạo y phất tay ta đã gặp xong đều đã ghi nhớ mọi người ngồi xuống đi đợi sau khi tất cả đã ngồi xuống y nói tiếp ở đây có rất nhiều người không biết ta ta xin tự giới thiệu ta tên ninh vệ là chấp trưởng luân phiên trong năm nay của phiêu miều các trong khoảng thời gian ta chấp trưởng phiêu miều các quá trình rèn luyện của các vị sẽ do ta phụ trách sau khi thời gian chấp trưởng của ta kết thúc sẽ do người chấp trưởng tiếp theo phụ trách dứt lời Y quan sát phản ứng của mọi người một chút, sau đó nói tiếp, có lẽ mọi người sẽ rất kinh ngạc, lại còn phải rèn luyện sao? Lần rèn luyện này sẽ kéo dài bao lâu? Nói thật, chính ta cũng không biết sẽ rèn luyện trong bao lâu nữa, có lẽ sẽ kết thúc rất nhanh, nhưng cũng có thể sẽ rất lâu. Tóm lại, tất cả đều phải nhìn xem kết quả rèn luyện của mọi người như thế nào. Chương 1418, nộp giấy trắng, chết. Nhất định trong lòng mọi người đang suy đoán, rốt cuộc là rèn luyện cái gì? Ta biết cũng không quá nhiều tất cả vẫn còn chưa định, cứ đi một bước nhìn một bước thôi. Không nói về sau, chỉ nói trước mắt, rèn luyện sẽ bắt đầu từ bây giờ. Sau đó y nắm tay lại, đốt ngón tay gõ thùng thùng xuống bàn mấy cái, phát đồ cho các vị trưởng lão. Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, một đám người phiêu miểu các bước vào, trực tiếp bước đến trước mặt mọi người, phát bút mực cho 28 vị trưởng lão. Rõ ràng là muốn bọn họ viết thứ gì đó, mọi người nhìn nhau, đám người chiều kính lại lén lút nhìn như hữu đạo, muốn nhận được ám chỉ, xem là cần phải làm gì. Nhưng Nhiêu Hữu Đạo nhìn thấy giấy bút trên bàn, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Muốn làm gì chính bản thân hắn còn không biết, làm sao ám chỉ được cho người khác. Sau khi phát giấy bút xong, các thành viên phiêu miểu các nhanh chóng rời đi. Thấy đồ vật chỉ được phát cho các trưởng lão, các đệ tử ngồi sau đều thở phào nhẹ nhõm. Các trưởng lão đang ngồi, trong lúc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đinh vệ lên tiếng, các vị ở các môn phái, các nước, hoặc bốn biển, bối cảnh thế lực của các vị đều được phân đất phong hầu khắp nơi hiệp trợ phiêu miểu các quản lý thiên hạ quy tắc này đã có lâu như vậy mọi thứ tất sẽ có vấn đề chẳng lẽ những gì phiêu miểu các làm đều sẽ tốt hết sao phiêu miểu các điều tra thiên hạ cũng sẽ gặp phải những vấn đề không được rõ ràng mà những vấn đề này càng để lâu chín vị thánh tôn lại càng bất mãn vấn đề xa thì không nói chỉ nói đến vấn đề cách đây không lâu trường lão thái thúc sơn thành của khí vân tông có ở đây không trưởng lão thái thúc sơn thành của khí vân tông đại diện cho nước tấn đã sớm an vị ở hàng ghế đầu nghe tiếng gọi không khỏi giật mình có khi nào chín vị thánh tôn bất mãn đổ hết lên đầu khí vân tông không ông ta có cảm giác mồ hôi lạnh túa ra bất an đứng lên chắp tay nói thái thúc sơn thành bái kiến đinh chấp sự trong lòng mọi người cũng cảm thấy ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra ngươi chính là thái thúc sơn thành ta nhớ rồi ngồi xuống đi không cần phải khẩn trương như vậy đinh vệ phất tay ra hiệu ông ta ngồi xuống nước triệu bị hủy diệt trước đó có phải khí vân tông các người đã phái ba vị thái thượng trưởng lão dẫn người đến hoàng cung nước triệu cướp tài vật hay không cái này thái thúc sơn thành khẩn trương đến mức nói chuyện không được lưu loát lời nói lắp bắp đang định đứng lên đáp lời đinh vệ đưa tay ngăn lại người trong tu hành không tránh khỏi chém giết rằng co lẫn nhau không thể nào hòa hợp êm thấm nhưng tất cả đều phải theo quy củ nếu không toàn bộ thiên hạ sẽ loạn thành một bầy đối với ai cũng không tốt Đạo lý dễ hiểu này, chắc tất cả mọi người đều biết, cũng không cần ta nhiều lời. Cho nên, trong quy tắc làm việc, phiêu miểu các sẽ không quy tội, cũng không có ý trách ngươi. Ngươi không cần khách sáo, cứ ngồi đáp lời là được. Thái Thúc Sơn Thành hơi thả lỏng một chút nhưng vẫn khẩn trương đáp, hồi chấp sự, đúng là có chuyện này. Đinh vệ hỏi, theo ta được biết, toàn bộ khí vân tông tiến vào hoàng cung nước triệu cướp bóc đã bị tiêu diệt toàn bộ, ngay cả ba vị thái thượng trưởng lão cũng không may mắn thoát khỏi, có phải như vậy không? Thái Thúc Sơn thành khổ sở nói, đúng là như vậy. Chuyện mất đi ba vị thái thượng trưởng lão, Khí Vân Tông vẫn luôn giấu giếm, không dám tiết lộ ra ngoài, sợ ảnh hưởng không tốt, không nghĩ đến Phiêu Miểu các lại biết. Mọi người nghe xong, cảm thấy rất lạ, bọn họ cũng có nghe đến việc Khí Vân Tông chạy đến hoàng cung nước Triệu, nhân lúc cháy nhà mà hôi của thất bại trở về, nhưng không biết chuyện toàn quân bị diệt, càng không nghĩ đến ba vị thái thượng trưởng lão Khí Vân Tông không thể thoát khỏi. Điều này sao có thể khí vân tông cường đại tất có nguyên nhân của nó. Ba vị thái thượng trưởng lão tuyệt không phải cao thủ bình thường. Đánh nhau với cả ba người cùng một lúc sẽ tạo ra động tĩnh đến cỡ nào. Theo lý, mọi người không thể một chút phong thanh cũng không nghe thấy. Ngay cả nghiêu hiếu đạo cũng bất ngờ, ánh mắt xoay chuyển, bắt đầu suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Hắn chợt nhớ đến thái hậu thương ấu lan của nước triệu đang ở Kim Châu. Lúc trước, hắn nhận được tin tức từ vạn động thiên phủ, nói người của phiêu miểu các tìm đến nhà thương ấu lan nói chuyện khi người của phiêu miểu các rời đi vạn động thiên phủ lập tức hỏi thương ấu lan là chuyện gì xảy ra nhưng thương ấu lan không tiết lộ vạn động thiên phủ cũng không tiện truy tìm nguyên nhân từ phiêu miểu các đành phải thôi bây giờ xem ra hắn đại khái đã biết được nguyên nhân tại sao phiêu miểu các tìm thương ấu lan đinh vệ nói ta không nói chắc mọi người cũng hiểu ý của ta ba vị thái thượng trưởng lão của khí vân tông không phải người bình thường theo lý nếu có người ra tay đối phó bọn họ động tĩnh nhất định không nhỏ nhưng đại nội hoàng cung nước triệu có nhiều người như vậy lại không ai phát hiện được bất kỳ động tĩnh lạ thường nào ngay cả khí vân tông cũng không thấy ba vị thái thượng trưởng lão trở về ba người này rốt cuộc đi đâu chuyện gì đã xảy ra không một ai biết giống như đêm đó chưa từng xảy ra chuyện gì việc này chẳng lẽ không kỳ quái sao hoàng đế hải vô cực của nước triệu đã đào thoát trước đó rất có thể là người biết chuyện bây giờ phiêu miểu các đang truy tìm tung tích của ông ấy mặc dù thiên hạ rất lớn nhưng ta không tin bọn họ có thể trốn tránh mãi được rồi việc này không cần nói nhiều ta nói những điều này chính là muốn nói cho mọi người biết việc mà phiêu miểu các làm không xong thánh tôn rất bất mãn nhưng nói đi thì phải nói lại chẳng lẽ các môn phái cũng làm rất tốt sao mọi người có dùng hết sức để hiệp trợ phiêu miểu các giữ gìn trật tự trong thiên hạ không các vị trưởng lão ngồi đằng trước có thể thân cư vị trí trưởng lão các phái các vị đều là nhân vật cao tầng đối với tình huống trong ngoài các phái hẳn cũng sẽ biết rất rõ cũng biết khuyết điểm và thiếu sót của bổn phái mình. Phiêu miểu các làm không tốt cũng phải chỉnh đốn, các phái cũng nên như vậy. Đó chính là một trong những mục đích của đỡ rèn luyện này. dây bút và mực đã được phát đến tay các vị, các vị trưởng lão hãy ghi ra tất cả các khuyết điểm của bổn phái, còn có những gì đã làm qua gây bất lợi cho trật tự của thiên hạ. Tất cả đều phải viết xuống thật tỉ mỉ, không được giấu giếm. Ta cảnh cáo trước, một khi phát hiện có bao che, hoặc các người biết mà không viết xuống, khi thẩm tra lại, đừng trách phiêu miểu các không khách sáo với các người. Đây không phải là hù dọa, nhưng cũng đừng đánh giá thấp năng lực đối chiếu sự thật của phiêu miểu các. Hậu quả các người nhất định không chịu nổi đâu. Ngoài ra, các người cũng có thể yên tâm. Chuyện mà các người viết xuống sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, chúng ta sẽ giữ bí mật cho các người. Ta cho các người một canh giờ. Sau một canh giờ, ta muốn nhìn thấy thứ mà các người viết xuống. Đồng thời, ta cũng muốn nhắc nhở một chút, kết quả rèn luyện liên quan đến tương lai của các người, không cần các người nói gì to tắt cả, chỉ cần viết ra những gì mà ta vừa nói. Người nào nộp giấy trắng, người đó sẽ chết. Đinh vệ vừa dứt lời, y lập tức im lặng không nói nữa, nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn đám trưởng lão đang trợn tròn mắt. Có thành viên của phiêu miểu các đặt một cái đồng hồ cát trước mặt đinh vệ, dùng để tính thời gian cho mọi người. Một đám trưởng lão quay lại nhìn nhau, trong lòng cảm thấy thê lương. Bọn họ đều âm thầm mắng đinh vệ, nói cái gì là chín đại trí tôn cho mọi người một cơ hội khó có được, còn nói cái gì là mọi người may mắn. Cái này mà cũng đáng được ăn mừng sao, quả thật muốn chôn tất cả xuống hố thì có. Trong lòng mọi người kêu rên không thôi, bọn họ biết đến thánh cảnh sẽ chẳng có gì tốt, quả nhiên là vậy. chương 1419, như hữu Đạo, người viết cái quỷ gì vậy? một Đạo lý rất đơn giản, viết xuống, chẳng khác nào phản bội sư môn, cho dù còn sống trở về, đời này cũng đừng hòng sống tốt. Ai bảo ngươi tiết lộ bí mật trước mặt đinh vệ? nếu các phái chỉ cử trưởng lão bọn họ đi mà thôi các phái ở đây có làm gì có lẽ sẽ chẳng ai biết nhưng có mặt tại hiện trường còn có đệ tử các phái muốn viết nhất định phải để cho đệ tử viết bây giờ bảo trưởng lão viết thế thì chuyện gì xảy ra tất cả mọi người không biết phiêu miểu các muốn làm gì chơi người quá thể rồi phần lớn mọi người đều tình nguyện chém giết một trận cũng không muốn viết những thứ này giống như bên trong bí cảnh thiên đô vậy đánh nhau chết sống cũng được nhưng ninh vệ đã nói như thế không viết cũng không được như đinh vệ đã nói đừng nên đánh giá thấp năng lực xác minh của phiêu miểu các ai lại dám đánh giá thấp chứ có trời mới biết phiêu miểu các biết được bao nhiêu chân tướng muốn đùa nghịch trước mặt phiêu miểu các đây không phải trò đùa hậu quả nhất định có thể ước lượng được không được trâu đầu ghé tai không được nhìn người khác của mình thì viết phần mình thôi thuộc hạ đinh vệ lớn tiếng quát tháo các vị trưởng lão đang nhìn nhau lập tức thành thật lại người nào cũng ngây ngốc nhìn bút mực trước mặt quả là làm khó người ta mà đệ tử các phái ngồi đằng sau trong lòng cũng lo lắng không thôi. Mặc dù bọn họ không phải trưởng lão, nhưng cũng hiểu được sự khó xử của các trưởng lão. Người nào nộp giấy trắng, người đó sẽ chết, như hữu đạo thầm mắng trong lòng. Hắn vốn định nộp giấy trắng, kết quả lại bị đinh vệ chặt mất đường lui. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nhìn chằm chằm đồng hồ cát, sau đó bắt đầu cầm muỗng nhỏ múc nước đổ vào trong nghiên mực, rồi cầm cục mực mài. Trong lầu các hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh mài mực khiến cho người ta nghe được rất rõ ràng. Tất cả đều chăm chú nhìn hắn, hai vị đệ tử tử kim động là Tần Quan và Kha Định Kiệt đều nhìn thấy, âm thầm giật mình. Không phải như trưởng lão muốn viết chuyện xấu của tông môn chứ? Côn Lâm đằng sau cũng cau mày, trong lúc mài mực, Nhiều Hiếu Đạo suy nghĩ phải viết làm sao đây, chợt phát hiện bầu không khí không ổn. Hắn vội ngẩng đầu lên, thấy bên phải là trưởng lão thiên khuyết của linh hư phủ nước vệ, bên trái là trưởng lão trang như chính của vô thượng cung nước Hàn, đằng trước là trưởng lão thiết phi tinh của huyền binh tông nước tề đều quay đầu nhìn hắn, người xung quanh đều nhìn hắn. Hắn không muốn người ta nhìn thấy hắn viết cái gì, bất chợt nói một câu, nhìn cái gì. Nhìn thì có thể chép lại sao? Mẹ nó, lão tử viết xong sẽ đưa cho các người xem, được chứ? Giọng nói bất thiện, thái độ không tốt tất có nguyên nhân. Thứ hắn viết không có cách nào cho các trưởng lão khác xem. Có một số biện pháp, một người dùng có lẽ còn có thể miễn cưỡng qua cửa. Nhưng nếu nhiều người dùng, làm không tốt hắn cũng sẽ bị lôi xuống nước luôn mọi người lại càng nhìn hắn chằm chằm ai nhìn bài chứ ngươi còn chưa bắt đầu viết làm sao mà chép thậm chí còn bởi vì nghiêu hữu đạo không khách sáo mà bốc lửa trong lòng đinh vệ oai phong thì thôi đi ngươi là cái thá gì chứ với ai là con mẹ nó còn dám xưng lão tử dám ăn nói lỗ mãng với chúng ta à nếu không phải bọn họ đang ở trong tình huống như lúc này người có tính tình không tốt rất có thể sẽ nhảy ra so tài xem nắm đấm của ai to hơn ai ngờ vẫn chưa xong nghiêu hữu đạo lại hỏi đinh vệ đang ngồi ở vị trí chính vị đinh chấp sự không phải nói giữ bí mật cho chúng ta sao còn cho phép người khác nhìn lén đinh vệ nhìn thẳng vào mặt nghiêu hữu đạo gương mặt không hề có biểu hiện gì nhưng thật ra trong lòng lại cực kỳ hứng thú đừng nói những người khác vừa rồi ngay cả y cũng bị hành động mài mực của nghiêu hữu đạo thu hút hành động này cùng với câu mắng vừa rồi của hắn khiến cho y nhớ đến thông tin về hắn trong bí cảnh thiên đô, cùng với những gì người này dày vào tử kim động sau khi gia nhập, rồi trở thành trưởng lão tử kim động. Từ đó y đưa ra được kết luận, người phi thường quả nhiên sẽ có hành vi phi thường. Y không ngốc, đương nhiên cũng biết ánh mắt của mọi người chỉ là bị hành động của nghiêu hữu đạo thu hút, cũng không có ý nhìn lén. Đương nhiên, y cũng hiểu tâm trạng sợ hãi của nghiêu hữu đạo nếu bị người khác nhìn lén những gì mình viết, sợ người ta tiết lộ cho tử kim động. Y không lên tiếng, để thuộc hạ bên dưới quát tháo ta lặp lại lần nữa không cho phép trâu đầu ghé tai không cho phép nhìn đông nhìn tây không được nhìn người khác viết của mình thì viết phần mình một đám trưởng lão chửi thầm trong bụng nhưng vẫn chỉnh đốn lại đầu của mình nhìn thẳng vào tờ giấy trắng trước mặt tuy vậy vẫn không thể ngăn được ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng liếc nhìn nghiêu hữu đạo hoặc nghiêng mắt nhìn người khác quan sát bọn họ có viết hay không Như hữu đạo mài mực xong hắn cầm bút chấm mực sau một phút do dự hắn đặt bút xuống viết ào ào ánh mắt tất cả mọi người một lần nữa bị nghiêu hữu đạo thu hút không ít người còn tặc lưỡi trong lòng người ngoài quả nhiên là người ngoài không đáng tin chút nào chỉ cần gặp áp lực một chút đã bắt đầu động đao đâm tử kim động mọi người đều biết nghiêu hữu đạo là giữa đường xuất gia chỉ vừa mới gia nhập tử kim động bây giờ bọn họ phát hiện nghiêu hữu đạo quả nhiên không quan tâm đến sống chết của tử kim động hai vị đệ tử tử kim động là tần quan và kha định kiệt ngẩng đầu nhìn phát hiện nghiêu hữu đạo viết thật bọn họ nhìn thấy vị nghiêu trưởng lão này đã đem tông môn ra bán mất rồi. Ở đây nhiều người như thế, nghiêu trưởng lão là người đầu tiên bán tông môn, trong lòng hai người đều tức giận. Nhưng lúc này, cả hai lại không dám nói chuyện gì. Dường như nhận ra ánh mắt của những người chung quanh, nghiêu hiếu đạo tạm dừng viết, dùng một tờ giấy trắng khác che nửa tờ giấy trắng đã viết, sau đó cúi đầu viết tiếp. Lòng giả tiểu nhân, tất cả trưởng lão đều oán thầm, khóe miệng đinh vệ ngược lại nhếch lên, có người dẫn đầu, nhất là người dẫn đầu lại là Ngưu Hữu Đạo. Thẩm nhất độ của Hiểu Nguyệt Các, chiều kính của Vạn Thú Môn, Phù Hoa, Đoạn Vô Thường, Hồng Cái Thiên, Lãng Kinh Không của bốn biển do dự một chút, cũng bắt đầu mài mực, lần lượt viết xuống. Có người dẫn đầu, các trưởng lão còn lại chỉ có thể thầm mắng Ngưu Hữu Đạo, mắng hành vi bán đứng tông môn chơi chẽn của hắn, nhưng bởi vì áp lực, bọn họ cũng phải thành thật bắt đầu viết, so với hành vi của Ngưu Hữu Đạo cũng chẳng có gì khác. Đơn giản chỉ là viết trước viết sau mà thôi. Sau thời gian một canh giờ, Đinh Vệ nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn. Y cũng không làm gì, bảo người mang một quyển sách đến, chậm rãi đọc. Lúc lật giấy, ngẫu nhiên dò xét hiện trường, giống như giám khảo trong trường thi. Đệ tử các phái ngồi đằng sau, nhìn thấy trưởng lão của mình đều dựa bàn bán đứng tông môn, sắc mặt người nào cũng phức tạp. Có thông cảm hay không thì không biết, nhưng nhiều ít bọn họ cũng hiểu được sự khó xử của các vị trưởng lão. Không viết, đoán chừng kết quả chính là chết, đã tiến vào thánh cảnh, còn muốn chạy hay sao? Vừa đến thánh cảnh đã bị lột sạch, sau đó còn bắt người ta làm cái việc cực kỳ khó chịu. Quả thật không để cho người ta thở mà, về sau còn có loại rèn luyện gì nữa hay không, trong lòng mọi người đều thấp thỏm lo âu. Xoạt, không ít người nhịn không được lại liếc nhìn như hữu đạo, phát hiện tên này đã viết hết một trang giấy, lật úp mặt đặt sang một bên, bắt đầu viết trang thứ hai. Đương nhiên, hắn cũng không quên kéo một tờ giấy trắng che lại. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, trong lòng mọi người thổn thức không ít viết hết một trang còn không đủ, đây chẳng phải muốn chỉ ra hết tội của tử kim động sao. Đinh vệ nâng mắt nhìn, rất hài lòng, y đích thân ra mặt chủ chỉ việc này, có người phối hợp tích cực, đương nhiên là phải hài lòng rồi. Thái độ hài lòng đối với nhiều hữu đạo, cũng xem như mang đến một khởi đầu tốt cho mọi người. Xem ra, là phương phỉ chỉ định người này cũng không tính là chuyện xấu. Trường 1420, Nhiêu hữu đạo, người viết cái quỷ gì vậy? hai, y đương nhiên biết rõ thánh cảnh đã từng sửa danh sách rèn luyện một lần. bên phía thánh địa đại la, la phương phỉ đột nhiên gạch bỏ tên một đệ tử tử kim động trên danh sách, thêm tên trưởng lão tử kim động là nhiêu hữu đạo vào. hành động này đã dẫn đến một trận chỉ trích lúc đó. cũng không phải nói không cho phép trưởng lão tham gia, cũng không có quy định trưởng lão các phái không được tham gia. chỉ là hành động lật lọng, biến báo danh sách này không được thích hợp cho lắm, trong khi các phái lại không làm gì sai. không thích hợp thì không thích hợp cũng không ai vì một cái tên trên danh sách đi phân cao thấp với la phương phỉ làm gì kết quả khi danh sách sửa đổi được thông báo đến các nhà khác không biết xuất phát từ suy nghĩ gì người đổi một vậy ta cũng đổi một đổi đến cuối cùng người chín môn phái có tên trên danh sách đều xuất hiện sự thay đổi cuối cùng để thể hiện sự công bằng bên trên truyền lời cho phiêu miểu các phiêu miểu các lập tức sửa đổi danh sách của các phái đương nhiên bọn họ sẽ không nói cho người ngoài biết đây là ai làm chỉ nói phiêu miểu các sửa đổi toàn diện danh sách các phái lần nữa mà thôi lần lượt đã có người viết xong hơn phân nửa người viết xong phát hiện như hữu đạo vẫn còn đang viết mà còn là tờ thứ ba không ít người cảm khái trong lòng từ kim động đúng là gia môn bất hạnh lại có cái thứ bại hoại như thế này đây không phải muốn đẩy từ kim động xuống hố sao hai đệ tử Tử kim động mở to mắt trong lòng tức giận vô cùng đã vậy còn bắt bọn họ phải ra sức bảo vệ cho tên kia ngay cả côn lâm cũng cau mày ông ta cảm thấy nghiêu hữu đạo hơi quá, viết vài ý là được rồi, bán sư môn cũng không cần phải làm triệt để như thế chứ. Chẳng lẽ hắn không có ý định quay về tử kim động, mà là muốn tử kim động sụp đổ luôn sao? Sư muội và phu nhân của ông ta vẫn còn nằm trong tay tử kim động. Ông ta lo lắng hành động này của nghiêu hữu đạo sẽ làm cho tử kim động ngay cả sư muội của ông ta cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì thái độ quá chăm chú của nghiêu hữu đạo, trong lòng đám người thầm nhất độ có chút không chắc. Việc này phải ứng đối như vậy sao? Bọn họ không biết có nên viết như vậy không? Trong lúc đang do dự viết cái gì, bọn họ thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn sang Nhiêu Hữu Đạo. Người khác nghĩ như thế nào, Nhiêu Hữu Đạo không biết, mà cũng mặc kệ. Hắn đang có dự định của hắn, rốt cuộc cũng viết xong, Nhiêu Hữu Đạo dự định ký tên, nhưng thiết nghĩ không cần thiết. Người ta cũng không yêu cầu phải ký tên, với lại, không ký tên, khi mở ra xem, tự nhiên sẽ biết đây là của môn phái nào, do ai viết. Có ai dám làm loạn, viết về các phái khác đâu. Hắn cứ thế đặt bút xuống, viết hết ba tờ giấy, chữ viết chẳng chịt, nhiều hữu đạo cẩn thận kiểm tra lại một lần, sau đó thổi khô nét mực. Cuối cùng, ba tờ giấy được cuộn thành một quyển, một đầu được cột bằng chỉ đen được phát để giữ chặt, đặt im trên bàn chờ hết thời gian. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện còn có người đang do dự chưa có viết xong. Khi hắn viết xong tờ thứ ba, những người khác tất nhiên cũng rất nhanh kết thúc. Chưa đến một canh giờ, tất cả mọi người đều đã hoàn tất. Một thành viên của phiêu miểu các bước đến bên cạnh đinh vệ, cúi đầu bẩm báo, chấp sự, tất cả đã viết xong. Đinh vệ ừng một tiếng, xong rồi thì mang hết lên đây đi. Vâng, người bẩm báo lên tiếng, sau đó phất tay ra hiệu, lập tức có người bưng khay đi thu, cầm từng ống giấy được cột chặt đặt vào khay chỉnh tề. Sau khi thu quyển cuối cùng, người đó mang khay đặt lên bàn đinh vệ, 28 quyển, đã đủ. Đinh vệ liếc mắt nhìn những quyển giấy trong khay đặt trên bàn, rồi liếc mắt nhìn như hữu đạo, khép lại quyển sách trong tay, người đang dựa vào thành ghế hơi nghiêng về phía trước một chút, rồi quan sát những quyển giấy trong khay, ánh mắt khóa chặt quyển giấy nhất, sau đó rút nó ra. Không cần nhìn nội dung bên trong, y cũng biết là do Nghiêu Hữu Đạo viết, chỉ cần dựa vào độ dày của nó là đủ. Nhiều người viết như vậy, bảo y xem hết ở đây, nhất định phải cần không ít thời gian, mà cũng không cần thiết. Nhưng Nghiêu Hữu Đạo có thể viết nhiều như vậy, y ngược lại có hơi tò mò, nhịn không được muốn biết Nghiêu Hữu Đạo đã viết cái gì. Đừng nói là y, một đám người ngồi ở đây cũng nhìn ra được đinh vệ rút là quyển của Ngưu Hữu Đạo viết. Nhìn độ dày của nó là biết, bởi vì tên kia là người viết nhiều nhất. Ngưu Hữu Đạo cũng nhìn ra được đối phương rút quyển của hắn, chẳng những không sợ mà trong lòng còn thở phào một hơi. Đây là kết quả mà hắn mong muốn, không uổng phí hắn phí hết tâm tư để thu hút sự chú ý của đinh vệ. Đến thánh cảnh, hắn nhất định phải nâng cao 120% tinh thần để ứng đối. Chỉ cần có cách hắn sẽ không để cho mình rớt đài ở chỗ này, cũng không để cho tâm huyết kinh doanh bấy lâu của hắn bên ngoài bị hủy đi. Trước khi còn chưa thăm dò được tình huống, hắn không có khả năng trở mặt với tử kim động. Dưới sự chú mục của mọi người, đinh vệ giật sợi dây lụa, mở quyển giấy ra. Ba tờ lít nhít chữ, đúng là viết không ít, chữ viết cũng không tệ. Lúc này, y bắt đầu tập trung tinh thần, muốn biết xem rốt cuộc tử kim động có bao nhiêu chuyện không thể để lộ ra ánh sáng hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đều đang ngó chừng phản ứng của đinh vệ. Đầu tiên là thấy lông mày đinh vệ giật giật, khi y lật sang trang thứ hai, lông mày của y nhướng lên. Khi xem đến trang thứ ba, lông mày của y cao lại. Nhìn xong, đinh vệ xếp quyển giấy lại, trầm giọng nói, như hữu đạo, người viết cái quỷ gì vậy? Viết một đống chuyện xưa cho ta xem sao, mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn như hữu đạo mà chấn kinh. Tên nhóc này viết chuyện xưa, hắn dám trước mặt mọi người lừa gạt phiêu miểu các. Nghiêu Hữu Đạo vội đứng lên, cung kính đáp, đinh chấp sự, đây tuyệt không phải là chuyện xưa, mà là sự thật, không một câu nói ngoa. Nếu có nửa điều giả dối, tại hạ nguyện tiếp nhận bất cứ trừng phạt nào. Thật ra, cái mà hắn viết đúng là hơi giống đang kể chuyện xưa, đều là những chuyện sau khi hắn gia nhập từ Kim Động. Mặc dù là trưởng lão từ Kim Động, nhưng lại không hưởng được quyền lực mà một trưởng lão vốn phải có. Dưới sự hợp mưu của một đám cao tầng từ Kim Động, bọn họ không cho hắn tham gia vào nghị sự trưởng lão, không có quyền quyết sách, chuyện lớn nhỏ đều giấu giếm hắn. Chiến công của hắn ở Nam Châu rất cao, khi chia sẻ thành quả, chẳng những không được luận công ban thưởng, mà còn bị tử kim động chèn ép. Chèn ép thì cũng thôi đi, lại còn muốn hắn giao ra phương pháp sản xuất rượu, cắt đứt tài lộ của hắn. Hắn bái sư phụ, kết quả cho đến bây giờ, ngay cả mặt của sư phụ hắn cũng không được gặp mấy lần. Tóm lại, bên trong tờ giấy chỉ là tường thuật lại những bất công mà hắn đã gặp ở tử kim động lên án mạnh mẽ hành động vô xỉ của tử kim động mắng chẳng chừa một ai hy vọng phiêu miểu các có thể chủ trì công đạo cho hắn đinh vệ nói ta bảo ngươi viết khuyết điểm của tử kim động và những gì còn thiếu sót như hữu đạo chắp tay đinh chấp sự trần thuật như vậy chẳng lẽ không phải là khuyết điểm và thiếu sót của tử kim động sao đinh vệ cầm quyển giấy ném xuống bàn ta không bảo ngươi viết những chuyện lông gà vỏ tỏi này nội bộ tử kim động các ngươi lục đục nhau ngươi và bọn họ tranh quyền đoạt lợi là chuyện của các ngươi ai đúng ai sai ta chẳng quan tâm. Ta bảo các ngươi viết ra những khuyết điểm, còn có những chuyện gây bất lợi cho trật tự của thiên hạ, người nghe không hiểu hay là cố ý giả bộ hồ đồ. Giữa hàng lông mày của y bắt đầu hiện lên sát ý. Mọi người nhìn nhau, tử kim động lục đục nội bộ, tranh quyền đoạt lợi. Như hữu đạo viết ào ào chính là viết cái này, đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, khó trách lại viết sông dài đến như thế. Chương 1421, tránh nặng tìm nhẹ. Như hữu đạo chắp tay lần nữa, khổ sở nói cái này xin tiên sinh thứ tội tại hạ tuyệt không phải giả bộ hồ đồ thật sự tại hạ vừa mới gia nhập tử kim động không bao lâu lúc nào cũng bị họ chèn ép và bài xích căn bản chẳng có thực quyền gì ta là trưởng lão ngay cả quyền tham gia quyết sách cũng không có sư phụ đã bái ở tử kim động cũng không gặp được mấy lần ngay cả lời cũng không nói được vài câu bọn họ làm gì cũng giấu ta cả không cho ta giao du với người tử kim động bọn họ làm chuyện gì ta thật sự không biết còn khuyết điểm và vấn đề mà tiên sinh đã nói, còn những chuyện bất lợi cho trật tự của thiên hạ, điều này ta hoàn toàn không biết, cũng không thể thiêu dệt vô cớ được. Ta thật sự không dám che giấu, chỉ có thể đem những gì mình biết sau khi gia nhập từ kim động viết xuống rõ ràng. Tiên sinh có thể xác minh lại, nếu tại hạ có câu nào lừa bịp, ta cam đoan nhận lấy cái chết, không một câu oán hận. Lời nói thật đáng thương, hắn lăn lộn từ kim động thảm như vậy, từng câu thuật lại đều rất có lý. Đinh vệ hơi nghẹn học, ánh mắt lấp lóe, sau đó lên tiếng, ta tất nhiên sẽ xác minh. Nếu có gì che giấu, người sẽ phải gánh chịu hậu quả. Lời này chỉ là nói tránh đi mà thôi. Trước đó y đã biết danh sách người tham gia, phiêu miểu các cũng đã xác minh qua tình huống của từng người. Như hữu đạo bị La Phương phỉ đột nhiên điểm trúng, ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Y cũng chính vì vậy mà chú ý tình huống của Ngưu hữu đạo. Tình cảnh của Ngưu hữu đạo ở tử kim động, y cũng có biết một chút chỉ là tình huống cụ thể giữa nghiêu hữu đạo và từ kim động có đúng như hắn đã nói hay không thì còn đợi xác minh lại nếu nghiêu hữu đạo đã nói như thế y thật sự không tìm được bất luận điểm nào để chỉ trích hắn cả như nghiêu hữu đạo đã nói hắn không biết sao có thể buộc hắn nói bậy. đương nhiên y muốn gây phiền phức cho nghiêu hữu đạo không phải là không được chỉ là không cần thiết dù sao cũng là người đích thân la phương phỉ đã chọn không ít người cũng biết muốn la phương phỉ chọn nghiêu hữu đạo vào thánh cảnh để làm gì nói xong Y cũng không bảo Ngưu Hữu Đạo ngồi xuống, tiện tay cầm một quyển giấy khác. Vốn y không định xem những người khác viết gì ngay tại đây, nhưng vì có chuyện của Ngưu Hữu Đạo, y muốn biết những người khác có giống như Ngưu Hữu Đạo hay không. Người không biết sau khi nghe xong câu chuyện, không khỏi hối hận đến phát điên. Đúng vậy, bọn họ cũng có thể viết giống như Ngưu Hữu Đạo, viết nội bộ là một lũ bẻ phái xu nịnh. Đúng là hối hận muốn chết mà, bọn họ lại đi thành thật viết những gì mà đinh vệ yêu cầu đám người thầm nhất độ và chiều kính đều nhìn Ngưu Hữu Đạo. Thân sắc mọi người khác nhau, nhưng trong lòng lại chắc chắn một điều, tên này quả nhiên đã sớm biết nội tình và đã sớm chuẩn bị cách ứng phó, không giống như bọn họ tạm thời không giải quyết được. Tần quan và kha định kiệt của tử kim động không nhịn được mà quay đầu nhìn nhau, đều có cảm giác như chút được gánh nặng, trong lòng mừng rỡ không thôi, phát hiện lời nhắn nhủ của tông môn không sai. Như trưởng lão đúng là có bản lĩnh, quả là thế, hắn đã giúp cho tông môn tránh thoát được một kiếp. Bây giờ hai người mới phát hiện bọn họ đã hiểu lầm như trưởng lão. Như trưởng lão chơi kiểu tránh nặng tìm nhẹ hay thật, định vệ không cho ngồi, như hiếu đạo cũng thành thật đứng giữa tất cả mọi người như hạc giữa bầy gà, dáng vẻ nhu thuật, ít ra thái độ cũng không đến mức khiến đinh vệ không vui. Người tính không bằng trời tính, người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn không giống như viên cương, thà bị gãy chứ không chịu cong. Co được giãn được đối với hắn chẳng đáng là gì, ít ra mục đích của hắn đã đạt được. Hắn không tin Đinh Vệ nói cái gì là sau khi viết xong sẽ giữ bí mật cho bọn họ. Cho dù giữ bí mật, cho dù không công khai, viết cái gì cũng không thể giải thích rõ. Hắn cần người của Tử Kim Động biết, hắn không làm chuyện đặt Tử Kim Động xuống dưới đao của phiêu miều các. Hắn biết, hành động lạ thường của hắn nhất định sẽ khiến Đinh Vệ chú ý, sẽ khiến y tò mò muốn biết thứ mà hắn đã viết, về sau khẳng định sẽ có phản ứng bất mãn. Hắn muốn chính là một trận vấn đáp như thế này, công khai rũ sạch cho bản thân. Nan đề vừa ra, hắn có được ưu thế mà người khác không có, chính là thời gian hắn gia nhập tử kim động không lâu. Hắn không có lý do từ bỏ ưu thế của mình mà không cần. Đương nhiên, hắn làm vậy cũng phải gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Ký ức ở thiên cốc vẫn còn quá mới mẻ. Một câu ý kiến của một người đàn ông như mũi tên bắn ra, chính là quy củ của toa như lai đã khắc sâu trong đầu hắn. Hắn không biết phong cách hành sự của đinh vệ có giống toa như lai hay không, có biết nói đạo lý hay không. Nhưng hắn cho rằng đinh vệ cũng không đến mức như thế. Ở thiên cốc, xét theo một trình độ nào đó là hắn làm sai, không nên ra tay ở thiên cốc. Nhưng hành động của hắn ở đây lại chiếm đủ lý, chẳng lẽ đinh vệ một chút đạo lý cũng không nói? Hắn đang đánh cược, cũng là đang thử thăm dò, đinh vệ dùng đề tài này làm khó bọn họ, như hữu đạo cũng sẽ dùng chúng để thăm dò tình huống thánh cảnh, thử xem bọn họ có biết nói đạo lý hay không. Điều này sẽ quyết định hắn nên ứng đối cục diện tiếp theo như thế nào. Thánh cảnh và phiêu miểu các chẳng qua chỉ là hai đối thủ mạnh đối với hắn mà thôi, trong lòng hắn không có sự e ngại như những người khác. Cá nhân hắn cho rằng, thánh cảnh quản lý nhiều người như vậy, theo lý không thể nào một chút đạo lý cũng không nói. Nếu không thiên hạ đã sớm lộn xộn rồi, nếu đinh vệ thật sự không thèm nói đạo lý, hắn sẽ không ngồi đây chờ chết, cũng sẽ không để cho đinh vệ được tốt hơn. Sau khi đến thánh cảnh, hắn đã nhanh chóng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bản thân tiến vào hiểm cảnh nhanh chóng quan sát hoàn cảnh bốn phía chính là bản năng giúp hắn đề phòng nguy hiểm. Nếu không có khả năng ứng phó sóng gió, hắn cũng không thể dựa vào vận khí mà sống đến tận bây giờ. Mặc dù bị đuổi gấp đến chỗ này, nhưng hắn đã ghi nhớ địa hình chung quanh vào trong đầu. Vừa rồi, hắn vừa mài mực vừa suy nghĩ, người khác cho rằng hắn đang suy nghĩ xem nên viết như thế nào, nhưng trên thực tế, hắn không nghĩ sẽ viết về chuyện tử kim động phức tạp như vậy. Hắn chỉ nghĩ làm cách nào để thoát thân sau khi xuất hiện hậu quả bất lợi mà thôi. Trong đầu hắn nhớ lại địa hình xung quanh, căn cứ vào đồi núi lên thấp, hắn có thể đoán ra được hướng đi một cách dễ dàng. Hắn cực kỳ có kinh nghiệm về phương diện này, hắn thậm chí còn có thể đánh giá ra được chỗ đó có mạch nước ngầm. Phương hướng nào sẽ dễ dàng thoát thân nhất, biển mây xung quanh ngọn núi chính là sự hiểm trợ tốt nhất cho hắn. Chỉ cần trốn vào trong biển mây dưới núi, hắn sẽ có cơ hội thoát thân cao hơn. Địa thế ở đây dễ dàng che giấu tung tích cho hắn sau khi đã có được phán đoán về hoàn cảnh thoát thân bên ngoài hắn bắt đầu phán đoán hoàn cảnh bên trong người của phiêu miểu các hơi tự đại không để bọn họ vào mắt tính cảnh giác không cao nếu hắn muốn thoát thân dựa vào thực lực bản thân chạy lên đỉnh núi rồi trốn vào trong biển mây hắn vẫn có sự nắm chắc thời điểm thoát đi tốt nhất nên lợi dụng sự phán đoán của đám người thẩm nhất độ và chiều kính đối với hắn hắn có thể kêu lên một tiếng hù dọa bọn họ khiến bọn họ nghĩ rằng trong tình thế cấp bách này, chết là không thể nghi ngờ. Để bọn họ phản kháng lại càng tốt hơn nữa, có thể tạo ra sự rối loạn càng lớn. Dù sao cũng có thể thu hút người phiêu miểu các đề phòng người khác làm loạn ở đây, kềm chế lực lượng truy sát hắn, trong thời gian ngắn sẽ giúp hắn thoát thân dễ dàng hơn. Khi thoát đi, cướp được vũ khí rất quan trọng, tốt nhất là nên đoạt một bộ trang phục của thành viên phiêu miểu các trong biển mây, tạo điều kiện thuận lợi cho hành động của hắn sau này. Chương 1422 lời cảm ơn đến từ chiều kính một. Chỉ cần có thể thoát thân, tranh thủ thời gian và không gian cho mình, hắn sẽ ung dung ứng đối về sau. Trước khi viết xuống giấy, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, chuẩn bị tâm lý cho đủ loại tình huống phát sinh. Hắn đã phán đoán được ba loại tình huống. Thứ nhất, tình huống lớn nhất chính là không có chuyện gì. Đinh vệ sẽ không có khả năng làm loạn. Thứ hai, bắt giam hắn để trừng phạt. Điều này thì hắn có thể chấp nhận, chịu chút tội để tránh khỏi một loạt phiền phức phía sau thứ ba đinh vệ muốn ra oai phủ đầu với mọi người giết một người gian trăm người như vậy hắn sẽ không ngồi chờ chết sự thật chứng minh phán đoán của hắn là đúng hiện trường yên tĩnh chỉ có đinh vệ liếc nhìn một quyển giấy mà thôi sau khi xem qua mấy quyển thấy không ai viết giống nghiêu hữu đạo phát hiện nghiêu hữu đạo chỉ là kẻ khác loại duy nhất đinh vệ cũng mất đi hứng thú ở lại y quăng quyển giấy trong tay xuống nói tra xét tình huống mà các phái đã viết vâng lập tức có người đến thu dọn mấy quyển giấy rồi bưng khay rời đi. Đinh vệ cũng đứng dậy, một câu cũng không nói, cứ thế mà đi. Về sau có người của phiêu miểu các đến tuyên bố, hôm nay chỉ bấy nhiêu thôi, yêu cầu mọi người tạm nghỉ ngơi ở đây. Mỗi phái là một gian phòng, cung cấp cho mọi người nghỉ ngơi tạm thời, chờ bước rèn luyện kế tiếp. Rời khỏi lầu các, một đám người được thành viên của phiêu miểu các dẫn đến chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Trên đường đi, đám người thầm nhất độ và chiều kính cố ý hoặc vô ý đi gần như hữu đạo hai đệ tử tử kim động đi theo đằng sau nghiêu hữu đạo phát hiện sự không ổn kha định kiệt xích lại gần vai nghiêu hữu đạo thấp giọng nhắc nhở trưởng lão đằng sau nghiêu hữu đạo nhanh chóng nhìn lại lập tức sững sờ chiều kính phù hoa đoạn vô thường lãng kinh không hồng cái thiên đều theo sát sau lưng hắn hắn chỉ nhìn một chút rồi quay đầu đi đám người này đối với hắn đúng là không rời không bỏ nghiêu hữu đạo im lặng xem như phục đám người này đương nhiên hắn cũng hiểu tâm tư của bọn họ Cả đám được người của phiêu miểu các đưa vào một đại viện, bên trong có không ít phòng. Một loạt phòng được xây dựng theo hình chữ nhật tạo thành một đại viện với ba tầng lầu. Ở đây không chỉ có 28 phòng mà là hơn 100 phòng, là phòng chống phiêu miểu các tạm thời lấy ra, đủ cho mọi người nghỉ ngơi. Sau khi xác nhận số người không có gì sai sót, một người lĩnh đội của phiêu miểu các lớn tiếng nói, phòng ở đây đều dành cho các người nghỉ ngơi. Ba người một gian, các phái tự mình chọn lựa, đã chọn rồi thì không được đổi lại trước khi chưa có thông báo nào khác bất kỳ người nào cũng không được phép bước ra khỏi đại viện này cũng không ai được phép gây thị phi ở đây nếu không người đó sẽ tự gánh lấy hậu quả đến giờ ăn sẽ có người đưa thức ăn đến khi vung tay lên người của các phái tản đi chọn phòng cho riêng mình như hữu đạo quan sát xung quanh trên đường đi hắn lúc nào cũng quan sát nơi này cũng không ngoại lệ tinh thần của hắn luôn căng thẳng không dám chủ quan thậm chí còn lưu tâm hết thảy mọi chi tiết hắn cũng chú ý đến đám người thẩm nhất độ đằng sau nếu hắn đứng im đám người này cũng sẽ đứng im triều kính mang theo hai đệ tử vạn thú môn đứng dưới mái hiên cách nghiêu hữu đạo khá xa để tránh hiểm nghi bọn họ làm ra vẻ đang chọn phòng thật ra lại không hề động đậy chỉ âm thầm quan sát động tĩnh của nghiêu hữu đạo thẩm nhất độ và người của bốn biển thì không cần phải tránh hiểm nghi mọi người đều biết quan hệ giữa hiểu nguyệt các và nghiêu hữu đạo cấu kết với nhau cùng diệt nước triệu quan hệ giữa người của bốn biển với nghiêu hữu đạo cũng chẳng phải bí mật hai bên đã kết bái huynh đệ bọn họ đứng cùng nhau cũng chẳng có gì lạ đợi mọi người chọn phòng xong nghiêu hữu đạo đang yên lặng quan sát bắt đầu di chuyển hắn chọn một căn phòng không ai chọn dẫn hai đệ tử tử kim động đẩy cửa bước vào căn phòng không lớn nhưng khá sạch chỉ là phòng đơn với một cái giường hai cái ghế và một cái bàn tần quan và kha định kiệt vừa mới bước vào bên trong lập tức kiểm tra tất cả các góc chết trong phòng nhìn thấy như hữu đạo chỉ mỉm cười, thủ pháp này hắn rất quen, phát hiện viên cương chỉ dạy không tệ. Xem ra, sau này những chuyện nhỏ không cần hắn quan tâm nữa, lại còn có thể tiết kiệm không ít chuyện. Xét theo một trình độ nào đó, viên cương rất hiểu rõ hắn, biết phong cách hành sự của hắn, biết hắn cần phối hợp như thế nào. Thấy như hữu đạo đã chọn phòng xong, đám người thẩm nhất độ lập tức chọn những gian phòng chung quanh phòng hắn. Chiều kính cao mày, phát hiện những căn phòng gần với phòng của Ngưu Hữu Đạo không còn, nhưng ngẫm lại cũng không phải chuyện xấu. Nếu ở gần quá, lại dễ khiến người ta hoài nghi mối quan hệ giữa ông ta và Nưu Hữu Đạo. Trước đó, ông ta vội vã đi tìm Nưu Hữu Đạo hỏi thăm tình huống, hình như hơi quá tận lực rồi, bây giờ nên kềm lại. Ông ta nhìn chung quanh, sau đó chọn gian phòng đối diện với phòng của Nưu Hữu Đạo, tùy thời có thể quan sát động tĩnh bên đó. Chọn phòng xong xuôi, bốn người phù hoa gặp nhau, sau đó cùng nhau tiến vào phòng của Nưu Hữu Đạo, đuổi hai đệ tử tử kim động ra ngoài hai người kia thấy nghiêu hữu đạo gật đầu lúc này mới chịu rời đi nhưng vừa mới ra khỏi cửa lập tức phát hiện cửa đã bị người bốn biển canh giữ không cho người khác tùy ý đến gần trong phòng không còn ai khác phù hoa mỉm cười tiểu đệ chúng ta lại gặp nhau rồi nghiêu hữu đạo chắp tay tiểu đệ xin chào đại tỷ và ba vị đại ca ha ha không cái thiên cười to bước lên đánh một quyền vào ngực nghiêu hữu đạo tên nhóc đệ không tệ đấy không giống đám người kia cái mà gã gọi là người chính là diễn tả sự khác nhau giữa người và yêu tu không cùng chủng tộc trong lòng ắt có cảm giác bài xích dứt lời gã khoác vai nghiêu hữu đạo biểu hiện hết sức thân mật và cao hứng không chỉ một mình gã bốn người gặp lại nghiêu hữu đạo cảm giác đối với hắn cũng không còn giống như trước rất có hương vị người một nhà tóm lại thái độ và lời nói tương đối thân thiết hơn ít ra không còn xa lạ như lúc trước cũng không còn cách nào nổi tiếng bên ngoài nhiều ít vẫn có chút ảnh hưởng một trận chiến với nước triệu ở giác hồ, sau khi chuyện nghiêu hữu đạo bỏ mình cứu người truyền ra, bốn người cũng chẳng có cảm giác gì. Để cứu Huệ Thanh Bình mà tạo ra một trận thế lớn như vậy, bốn người cũng chỉ cho rằng hắn đang làm bộ. Hai chuyện tách ra có lẽ sẽ không nhìn thấy hiệu quả, nhưng khi đặt hai chuyện chung một chỗ, đều xuất phát trên cùng một người, cảm giác thật sự không giống nhau. Bốn người không thể không coi trọng cách làm người của Ngưu Hữu Đạo, từ đó mới có cảm giác thân mật như bây giờ. Trước kia, Bọn họ không cho rằng chuyện kết bái với Nưu Hữu Đạo là chuyện lớn, cũng không cho rằng thân phận và địa vị của Nưu Hữu Đạo có thể phối hợp với bọn họ. Bây giờ, đủ mọi chuyện xảy ra, cảm giác coi nhẹ của bọn họ bất chợt mất đi. Quan hệ kết bái với Nưu Hữu Đạo cũng trở nên rõ ràng hơn. Bên trong tất nhiên còn có nguyên nhân giúp cho Nưu Hữu Đạo có được thân phận và địa vị như bây giờ, nhưng đã bị bọn họ coi nhẹ mất rồi. Nói đi thì phải nói lại, nếu lúc trước không có lần kết bái đó, hai bên gặp lại cũng không thân thiết như bây giờ tóm lại là cảm giác không hài hòa. Như Hữu Đạo tùy ý để hồng cái thiên khoác vai mình, có chút ngạc nhiên hỏi: bốn biển nhiều người như vậy, tại sao phiêu miểu các lại chọn cả bốn người đến thánh cảnh rèn luyện chứ? Lãng Kinh không lắc đầu, chúng ta cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Phù Hoa cười nói: tiểu đệ, người hỏi chúng ta, hẳn chúng ta phải hỏi người mới đúng chứ? Bốn người cùng nhau nhìn Như Hữu Đạo, Như Hữu Đạo im lặng. Phòng triều kính nằm đối diện phòng Như Hữu Đạo, ông ta vừa vào phòng đã mở cửa sổ có vẻ rất lưu tâm tình hình trong Đại Việt, nhưng thật ra lại âm thầm chú ý động tĩnh bên phía Ngưu Hữu Đạo, cũng nhìn thấy người của bốn biển vào phòng của hắn, trong lòng không khỏi lo lắng, muốn đi tìm Ngưu Hữu Đạo để tìm hiểu chuyện rèn luyện lần này, nhưng lại tìm không ra cơ hội để tiếp xúc riêng với hắn. Chương 1423, lời cảm ơn đến từ Triều Kính khai Trước mắt bao nhiêu người mà chạy đến phòng Ngưu Hữu Đạo, không làm cho người ta hoài nghi cũng khó. Ông ta do dự, vội vã suy nghĩ tìm ra đối sách, nhìn người của bốn biển từ phòng nghiêu hữu đạo bước ra ông ta đưa tay vuốt râu ánh mắt hơi lấp lóe trong lòng đã có chủ ý ông ta cố gắng chờ hết một ngày đến trạng vạng tối triều kính đang ngồi khoanh chân tính tọa trong phòng đột nhiên đứng dậy dặn dò không có việc gì làm theo ta đi bái phòng người của các môn phái khác cũng tiện tìm hiểu tình huống một chút vâng hai đệ tử vạn thú môn lĩnh mệnh hai người này đối với triều trưởng lão chẳng khác nào thiên lôi sai đâu đánh đó trong đó có một người là đệ tử thân truyền của ông ta từ hỏa cũng là người được ông ta sắp xếp đến bí cảnh thiên đô, âm thầm giúp đỡ Ngưu Hữu Đạo. Ba người ra ngoài, bắt đầu gõ cửa phòng các môn phái khác, đem đệ tử hai bên vứt ra ngoài cửa, cùng với trưởng lão của đối phương bàn luận chuyện rèn luyện lần này. Hành động này thật ra chỉ là che giấu, có bàn cũng chẳng ra manh mối gì. Sau khi ra ngoài, Triều Kính lại dẫn đệ tử đến phòng của môn phái khác. Quanh đi quẩn lại, trời cũng đã tối hẳn, đèn cũng đã sáng lên một khoảng thời gian. Triều Kính cũng đã đến cửa phòng của tử kim động đệ tử từ hỏa tiến hành gõ cửa phòng cửa mở nhìn thấy như hữu đạo bên trong từ hỏa chắp tay nói như trưởng lão ta là đệ tử vạn thú môn sư phụ của ta là triều trưởng lão đến bái phòng đối với quan hệ giữa như hữu đạo và sư phụ hắn ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra nhưng hắn ta nhận lệnh của sư phụ phối hợp với như hữu đạo ở bí cảnh thiên đô trong lòng hắn ta rất rõ ràng giữa sư phụ và như hữu đạo nhất định có thông đồng nào đó nhưng đây không phải là điều mà hắn ta cần quan tâm hắn ta chỉ cần nhớ một điều hắn ta là đệ tử tâm phúc của triều kính mà những hành động của triều kính chính là tốt cho mình đệ tử như hắn ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên nên làm thế nào trong lòng hắn ta rõ ràng nhất nghiêu hữu đạo nhìn thấy triều kính ngoài cửa vừa thấy ông ta hắn liền nhớ đến hắc mẫu đơn ánh mắt hiện lên một sự khắc sâu không dễ dàng phát hiện sự khắc sâu này giống như một cây gai cắm vào trong lòng hắn nhưng ngoài mặt hắn vẫn không tỏ thái độ gì từ trên ghế đứng dậy cười ha hả thì ra là triều trưởng lão mời vào mời vào triều kính bước vào chắp tay nói năm đó từ biệt tại vạn thú môn hôm nay gặp lại không nghĩ đến lão đệ đã trở thành trưởng lão tử kim động còn chưa kịp chúc mừng mong như trưởng lão rộng lòng tha thứ nghiêu hữu đạo chuyện này mời ngài ngồi nơi này không trà chỉ có nước lạnh mong rằng triều trưởng lão đừng ghét bỏ dứt lời hắn tự mình rót nước cho triều kính không cần khách sáo triều kính khoát tay ánh mắt nước nhìn chung quanh lần rèn luyện này ta muốn nói chuyện với như trưởng lão không biết có thích hợp không như hữu đạo hiểu ý quay đầu ra hiệu tần quan và kha định kiệt ra ngoài trước trong phòng không còn ai khác như hữu đạo cười nói triều trưởng lão vì đến gặp ta đúng là nhọc lòng lượn một vòng lớn như thế chiều kính gật đầu ánh mắt lão đệ thật tốt không thấy lão đệ có động tác gì nhưng động tĩnh bên trong đại viện lại không giấu được con mắt của lão đệ như hữu đạo nói tình huống còn chưa rõ ràng tất nhiên là phải cẩn thận một chút rồi như lời hắn đã nói, nhất định phải cẩn thận một chút, nhưng chính bản thân hắn cũng không có động tác gì, là do viên cương đã huấn luyện tần quan và kha định kiệt rất tốt, âm thầm quan sát hết thảy mọi động tĩnh trong đại việt, kịp thời báo cáo với hắn mà thôi. Hắn được biết triều kính đã đến thăm các phái, cuối cùng đến chỗ này, từ đó hắn đoán ra được mục đích của triều kính là ở đây, những nơi khác chỉ là để che mắt mà thôi. Triều kính hạ thấp giọng, ta đến đây là để cảm ơn lão đệ. Cảm ơn, như hữu đạo hơi ngoài ý muốn hắn vốn cho rằng mục đích của triều kính cũng giống đám người phù hoa, ai lại nghĩ ông ta đến để cảm ơn chứ? Hắn hoài nghi hỏi, vì sao lại cảm ơn? Mong triều trưởng lão chỉ rõ. Triều kính nói, ta cảm ơn trước đó lão đệ đã nhắc nhở, để cho ta sắp xếp đệ tử tâm phúc của mình là từ hỏa tiến vào trước, giúp cho chuyến đi này của ta thuận tiện hơn không ít. Nói đến từ hỏa, ông ta không khỏi cảm khái sự chuẩn bị chu đáo của Ngưu Hữu Đạo trước đó. Nếu không có sự nhắc nhở của hắn, lần đến thánh cảnh này, ông ta làm gì có tâm phúc để sử dụng chứ. Nhưng việc này nói trùng hợp cũng không phải trùng hợp, dù sao đây cũng là kết quả sau khi Như Hữu Đạo nhắc nhở. Điều trùng hợp trước đó chính là, trong danh sách ba đệ tử vạn thú môn đưa lên trước đó, phiêu miểu các vẫn không gạch tên từ hỏa. Người đừng xem thường một tâm phúc, trong thời khắc mấu chốt, người đó có thể phát huy tác dụng rất lớn. Trong tình huống như thế này, Nghiêu Hữu Đạo đích thật đã giúp cho Triều Kính một đại ân. Người các phái tham gia không nhiều, trong tình huống ba dưa hai táo có được một đệ tử tâm phúc làm trợ thủ có thể nói là rất quý ông ta đến đây nói một tiếng cảm ơn cũng không đủ ông ta cảm thấy không đủ nhưng như hữu đạo lại trợn tròn mắt sau khi kịp phản ứng hắn mới ý thức được có sự trùng hợp trong chuyện này triều kính không muốn hiểu lầm cũng khó vốn đối phương đã hiểu lầm bây giờ còn thêm cảnh tượng này nữa như hữu đạo âm thầm cười khổ đoán chừng không thể giải thích rõ ràng rồi triều kính không biết lời này của hắn là có ý gì thử thăm dò, lão đệ muốn giải thích chuyện gì. Không có gì, Nghiêu Hữu Đạo khoát tay, không có gì thật mà. Hắn không có gì, nhưng chiều kính lại có gì, lập tức thấp giọng hỏi thăm, lão đệ, lần rèn luyện này rốt cuộc là có chuyện gì thế? Ta nhờ ngươi nói cho ta biết ngọn nguồn, sau khi danh sách thánh cảnh được sửa đổi, ông ta muốn giống như Ngọc Thương đến từ Kim Động tìm Nghiêu Hữu Đạo nói chuyện. Có một số việc ông ta không dám nói trong thư, nhưng ông ta cũng không tiện gặp mặt trực tiếp Nghiêu Hữu Đạo cũng may mà nhiêu hữu đạo có tên trong danh sách dù sao cũng phải đến ông ta cũng không vội lúc này mới nghĩ hết biện pháp để gặp hắn nhiêu hữu đạo thở dài triều trưởng lão lần rèn luyện xem ảnh một này ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra tại sao ngài không suy nghĩ một chút ta làm sao biết được nội tình của thánh cảnh chứ triều kính không tin lão đệ trước đó người bảo ta chuẩn bị người đáng tin cậy để tiến vào thánh cảnh ý vị bên trong lời nói rất rõ ràng người nói người không biết ai tin nổi ngươi Nghiêu hữu đạo không phải lần đầu tiên giải thích vấn đề này. Thật sự hắn không muốn giải thích, nhưng không giải thích lại không được. Ai cũng cho rằng hắn biết nội tình thánh cảnh, hắn nào dám thừa nhận chứ. Chẳng may đám người kia đem chuyện hắn biết nội tình thánh cảnh nói ra ngoài, vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Người thánh cảnh còn không đến đẻ hắn xuống lột mấy lớp ra để điều tra nội gian sao. Chuyện này, mặc kệ có thừa nhận hay không, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Hắn than thở, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Ngài còn nhớ chuyện ở bí cảnh thiên đô không? Ban đầu ta không có tên trong danh sách, kết quả lại đưa tên ta vào. Về sau lại xuất hiện cái chuyện rèn luyện thánh cảnh, ta lo chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên đã phòng ngừa chu đáo. Đệ tử tâm phúc của ngài không phải là để chuẩn bị cho ngài, mà là ta phòng lúc bất chắc mượn dùng một chút. Ai ngờ danh sách rèn luyện lại bị sửa đổi, mới xảy ra hiểu lầm như lúc này. Các người thật sự hiểu lầm rồi, triều kính vẫn không tin, ta hiểu ý của lão đệ. Ngươi yên tâm đi, chuyện mà ta làm cho ngươi không để lộ ra ngoài ánh sáng đâu. Ta cũng không có khả năng bán đứng ngươi, nhưng nếu không làm rõ chuyện rèn luyện này là chuyện gì, thật khiến người ta không thể nắm chắc. Ví dụ như hôm nay đinh vệ yêu cầu chúng ta viết những thứ kia, trước đó một chút chuẩn bị cũng không có, khiến cho ta tay chân bấn loạn không ứng phó được, nhưng lão đệ ngươi lại nhẹ nhõm thông qua, nhất định ngươi đã nắm chắc phương pháp ứng đối trong tay. Chương 1424, Phương Phỉ Các Thấy Nghiêu Hữu Đạo mở to mắt nhìn, ông ta vội sửa lời, đương nhiên, ta không có ý chỉ trích lão đệ. Mọi việc qua rồi, không nên viết cũng đã viết, hối hận cũng vô dụng, chỉ hy vọng về sau lão đệ chiếu cố nhiều hơn, đừng để cho ta ứng phó không kịp. Lão đệ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ chết người đấy. Ta nghĩ đệ cũng không muốn ta đứt gánh ở chỗ này, nếu không trước đó đệ cũng không nhắc nhở ta sắp xếp người có thể tin tưởng. Đệ đã an bài như vậy, chắc hẳn người của ta sẽ giúp đệ được một chút, đệ nói có đúng không? nghiêu hữu đạo bị nghẹn họng ta đã nói rồi các người có thể liên tưởng mà là do các người phản ứng chậm không kịp thời đưa ra biện pháp ứng đối làm sao liên quan đến ta được chứ ta nói lại lần nữa ta không có bất kỳ nội tình gì ngài nói đi ta phải nói như thế nào ngài mới chịu tin mặc kệ hắn nói cái gì triều kính cũng không tin triều kính không hỏi tiếp vấn đề này nữa vì ông ta biết có hỏi hắn cũng không thừa nhận lão đệ ta nói như vậy cũng không phải không báo đáp cho đệ chỉ cần đệ giúp ta quá quan lần rèn luyện này, có gì phân phó hoặc xông pha khói lửa, ta sẽ không chối từ. Nghiêu hữu đạo không phản bác được, từng người chạy đến hỏi, giải thích như thế nào cũng không ai tin. Giải thích cái gì, giải thích cái dám đấy, nhưng hắn vẫn nhấn mạnh lần nữa, ta mặc kệ các người nghĩ như thế nào, nhưng ta muốn nói cho rõ ràng, ta thật sự không biết bất cứ điều gì, do các người hiểu lầm mà thôi. Chiều kính gật đầu, hiểu, hiểu mà, hiểu hết đấy. Nhưng nhiều người thì nhiều trợ lực, chúng ta giúp đỡ cho nhau, cũng không có gì sai chứ. Ngươi thì hiểu cái gì, tại sao không đi chết đi, như hữu đạo muốn đập cho chiều kính một cái chết quách cho rồi. Đúng là đàn gảy tai châu, hắn lắc đầu, đúng, ngài nói cái gì cũng đúng, là chúng ta giúp đỡ nhau. Chiều kính thở vào một hơi, gật đầu nói, có thái độ này của lão đệ, ta cảm thấy yên tâm rồi. Có chuyện gì thì kịp thời thông báo cho ta biết một tiếng. Nếu không tiện, ám chỉ chính xác là được, như hữu đạo khoát tay, hắn không muốn nhắc đến chuyện này nữa, bởi vì có nói cũng chẳng rõ ràng. Người ta cứ nhất định không tin, người còn cách nào chứ? Hắn chuyển sang một chủ đề khác, thứ mà đinh vệ bảo viết, ngài viết thật à? Chiều kính xoa chán, hơi đau đầu, có thể không viết sao, nhưng cũng không đến mức đưa mình vào chỗ chết. Rõ ràng, cho dù chúng ta làm cháu trai, cũng khó mà khiến cho những người kia hài lòng, sao có thể đoạn mất đường lui cho mình. Cũng giống như ngươi, tránh nặng tìm nhẹ, chỉ là không viết được sạch sẽ cho mình giống như ngươi thôi. Nghiêu hữu đạo gật đầu, tình huống mà hắn hỏi đám người ở bốn biển cũng tương tự. Ngay cả chiều kính cũng như vậy, đoán chừng phương thức ứng đối của những người khác cũng không khác gì. Nhưng nếu tất cả mọi người đều như vậy, cũng không biết sau khi người của thánh cảnh xem qua sẽ có thái độ gì. Chính vì thế, hắn bắt đầu hoài nghi mục đích thật sự khi đinh vệ yêu cầu viết những thứ này. Thánh địa đại la, Quỳnh Lâu yên tĩnh, đêm dài bao phủ toàn bộ phương phỉ các, chỉ có ánh sáng chiếu rọi từ Minh Châu, giúp căn phòng sáng như ban ngày. Trên sân thượng, toa Như Lai ngồi sau bàn, trước mặt là một bình rượu ngon, vừa uống vừa ngắm trăng. Rượu là được sản xuất từ bí phương của Ngưu Hữu Đạo. Gương mặt của ông ta từ trước đến nay không bao giờ nở nụ cười. Một gương mặt có thể nói là bất biến, giống như Ngưu Hữu Đạo đã từng nói, một gương mặt giống như ai thiếu tiền của mình. La Phương phỉ mặc một chiếc áo sam mỏng, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện dưới ánh trăng chậm rãi bước đến ngồi quỳ bên cạnh toa như lai nhẹ nhàng tựa vào vai ông ta thì thầm sư huynh đêm đã khuya rồi toa như lai gần như không có bất kỳ phản ứng nào chỉ nâng chén uống rượu không thấy đáp lại tiếc vì mình đã ăn mặc tỉ mỉ trong lòng la phương phỉ hơi ủy khuất nhưng vẫn thoải mái ngồi xuống ân cần rót rượu lấy lòng toa như lai sau đó rót cho mình một chén nhỏ chạm gốc muội bồi sư huynh uống rượu toa như lai tùy ý không biết tâm tư có đặt trên người nàng hay không Uống chưa được vài chén, một cô gái phi thân xuống sân thượng, hai tay dâng lên một cái túi, bẩm báo các chủ, bản sao mà ngài muốn đã có. Đặt chén rượu xuống, La Phương Phỉ đứng dậy cầm lấy cái túi. Sau khi rút món đồ bên trong ra, nàng ném cái túi trở lại. Nàng mở sấp giấy trước mặt, nhìn chữ viết bên trên, thuận miệng hỏi một câu, Thánh Tôn đã xem qua chưa? Nghe nhắc đến La Thu, toa như lai like rốt cuộc cũng có phản ứng. Ông ta liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục uống rượu. Cô gái đáp, đã xem qua, cái mà các chủ đang cầm là được ghi chép từ chỗ Thánh Tôn. La Phương phỉ hỏi, thế Thánh Tôn có nói bước tiếp theo nên làm như thế nào không? Cô gái đáp, chắc là không có. Thuộc hạ cũng không dễ nghe ngóng hành động Thánh Tôn phân phó xuống. Ừm, người về đi. La Phương phỉ hất tay, cho người lui về, sau đó quỳ xuống bên cạnh bàn trên sân thượng, bắt đầu đọc nội dung bên trên. Quyền giấy này cũng không phải thứ gì xa lạ chính là cái mà thủ khuyết Sơn Trang yêu cầu những người tham gia rèn luyện viết xuống. Nội dung đã viết xong, chín phần là đưa cho chín vị thánh tôn. La Phương phỉ biết được tin tức, ý mình là con gái của La Thu, bảo người bên chỗ La Thu đưa đến đây một bản. Nhìn qua một lần tất cả nội dung, La Phương phỉ cố ý rút quyển giấy đặt trên cao nhất, hai tay đưa cho toa như lai, like, cười nói, sư huynh, huynh có muốn xem nghiêu hữu đạo viết gì không? Trong số 28 trưởng lão đến đây rèn luyện, tên nhóc này là người viết nhẹ nhàng linh hoạt nhất. Toa Như Lai quay lại nhìn nàng, vừa thấy, lập tức toàn thân ông ta không được tự nhiên, không biết có nên cầm đồ trên tay La Phương Phỉ hay không, hơi có chút xấu hổ. Nhưng cuối cùng Toa Như Lai vẫn cầm lấy quyển giấy, nhờ ánh sáng phát ra từ trang sao, xem qua nội dung mà Nưu Hữu Đạo đã viết, sau đó xem của những người khác. Thấy sư huynh chăm chú như vậy, gương mặt La Phương Phỉ hiện lên vẻ vui mừng. Nàng ta khó có lúc làm được chuyện khiến sư huynh cao hứng. Khi nàng ta làm chuyện gì trước mặt sư huynh nàng ta đều không tự tin bây giờ thấy có thể được sư huynh coi trọng như vậy nàng ta rất vui lập tức xê dịch cơ thể chủ động rót đầy chén không cho sư huynh còn mình thì lẳng lặng bồi bên cạnh nhìn gương mặt của sư huynh dưới ánh trăng sau khi xem qua tất cả quyển giấy toan như lai like lại một lần nữa nhìn thứ mà nghiêu hữu đạo đã viết đúng vậy tất cả mọi người đều vạch ra vấn đề của bổn phái mình duy chỉ có nghiêu hữu đạo là viết giống như chuyện nhà nhưng từ đó có thể phát hiện được trên thực tế thứ mà Ngưu Hữu Đạo viết đã đưa ra đáp án, đó chính là Ngưu Hữu Đạo vừa mới gia nhập Tử Kim Động không lâu, ngay cả quyền lực tham gia quyết sách cũng không có, hoàn toàn không thể tiếp xúc bất cứ nội tình gì của Tử Kim Động. Bởi vậy mới có thể viết ra một phong cách riêng như thế. Đặt sắp giấy xuống bàn, toa như lai hỏi, đinh vệ bảo bọn họ viết. La Phương phỉ cười đáp, chuyện rèn luyện là do các thánh tôn quyết định, y sao có thể làm chủ được. Chắc là thụ ý của thánh tôn mà làm. Toa Như Lai hỏi tiếp, sau đó sẽ bắt bọn họ làm gì nữa? La Phương phỉ lắc đầu, không biết, bao gồm những thứ mà bọn họ viết lần này, trước đó đều không có phong thanh. Đinh Vệ Hẳn là người đầu tiên thụ ý, Toa Như Lai im lặng, nghe nói nghiêu hiếu đạo là do nàng sửa danh sách, cố ý cho vào. La Phương phỉ cười nói, sư huynh không phải hỏi hắn có tên trong danh sách hay không sao? Nếu sư huynh cảm thấy hứng thú, vậy thì bảo hắn đến đây muội ngược lại muốn xem xem hắn là loại người gì lại có thể khiến sư huynh hứng thú như vậy. Toa như Lai nói, ta chỉ nói hắn có bị tử kim động đẩy vào hay không, chứ không bảo nàng nhúng tay vào, cưỡng ép đưa hắn đến đây. mươi 1425, có muốn quay về tử kim động hay không? Nụ cười trên gương mặt La Phương phỉ cứng đờ, sau đó miễn cưỡng cười, nếu sư huynh không thích hắn đến đây, để muội bảo hắn cút về là được. Toa như Lai chậm rãi quay đầu nhìn nàng ta, rất muốn hỏi nàng ta đây có phải là chuyện của thánh địa đại la hay không chuyện này có thể cho phép nàng tùy ý làm loạn à có phải nàng đang nói đùa nhưng cuối cùng ông ta vẫn không lên tiếng nửa lời không hợp ý cũng không có thủ khuyết sơn trang một thành viên phiêu miếu các gõ một cánh cửa đứng bên ngoài nói hoàng quản sự đinh tiên sinh đã về mời ngài sang đó một chuyến hoàng quản sự đang ở trong phòng không dám chậm trễ lập tức đứng dậy bước ra ngoài đến khu vực trọng địa của sơn trang hắn ta tên Hoàng Ban, là người của Thánh Địa Đại Nguyên, cũng là người được điều động tạm thời đến phiêu miếu các để làm việc, tính chất công việc không khác gì trưởng quỹ Bạch Ngọc Lâu của khách sạn Yêu Nguyệt Thành Trích Tinh đến bí cảnh thiên đô. Đinh vệ quản lý luân phiên ở phiêu miếu các, cho nên đã điều hắn ta đến đây để hỗ trợ. Bên trong chủ lâu của Sơn Trang, đinh vệ đứng chắp tay nhìn cửa sổ đằng trước. Hoàng Ban bước đến đằng sau, chắp tay hành lễ, đinh tiên sinh. Đinh vệ vẫn quay lưng, thờ ơ nói, người hãy sắp xếp bước rèn luyện kế tiếp cho bọn họ đi. Đồ trên bàn là ta vừa mới mang đến, bảo người phân phát xuống cho các phái. Vâng, Hoàng Ban lên tiếng, sau đó bước đến trước bàn, chỉ thấy trên bàn là một chồng sách nhỏ. Hắn ta thử lật ra một quyển xem bên trong là thứ gì. Nếu đinh vệ đã bảo hắn ta sắp xếp, hắn ta nhất định phải biết là chuyện gì. Kết quả, hắn ta phát hiện bên trong quyển sách có một bức họa, là chân dung chủ nhân thánh cảnh, yêu hồ. Mặc dù thánh cảnh là không gian do thương tụng mở ra, nhưng khu vực này đã có chủ nhân từ trước, chính là yêu hồ, cũng chính là nhân vật cao cấp nhất ở đây, đứng đầu chuỗi thứ ăn. Thánh cảnh vốn được gọi là hồ tiên cảnh. Sau khi mấy vị đại thánh tôn tiến vào, để khống chế đám yêu hồ đang bảo vệ cấm vật, bọn họ đã vận dụng lực lượng tu sĩ diệt sát. Tộc yêu hồ xuống dốc, tu hú chiếm tổ chim khách, chín đại thánh tôn đã trở thành chủ nhân ở đây. Nhưng dù sao thánh cảnh cũng là một phương thế giới, phạm vi quá lớn, hoàn cảnh phức tạp, muốn đổi cùng giết tuyệt tất cả yêu hồ là không thể nào nhưng việc săn giết yêu hồ còn sống vẫn chưa hề dừng lại người đã từng là chủ nhân của thế giới này chỉ có thể trốn tại một góc hẻo lánh nào đó kéo dài hơi tàn mà thôi đằng sau bức tranh yêu hồ là một tấm bản đồ còn có chữ viết ghi lại phạm vi ẩn thân đại khái của yêu hồ tộc nhìn thấy thứ này hoàng ban hơi ngoài ý muốn vội hỏi tiên sinh chẳng lẽ bước rèn luyện kế tiếp chính là bảo bọn họ đi săn giết yêu hồ đinh vệ đang nhìn ra ngoài cửa sổ liền gật đầu chậm rãi nói không sai đây chính là bước rèn luyện kế tiếp của bọn họ nhưng không chỉ bọn họ phiêu miếu các còn muốn tổ chức một đội ngũ có nhân số tương ứng để săn giết hai bên tỉ thí với nhau hoàng ban hơi sửng sốt chợt cười nói tiên sinh điều này mà cũng cần so sao luận địa hình và sự hiểu biết về yêu hồ bọn họ chưa từng tiếp xúc qua trong tình huống số người tương ứng bọn họ làm sao có thể thắng được phiêu miếu các Đinh Vệ thản nhiên nói một câu, nếu Phiêu Miếu các thua thì sao? Cái này, Hoàng Ban bật cười, làm sao có thể thua được? Đinh Vệ quay người lại, nếu trong tình huống chiếm ưu thế mà để thua, điều này chứng minh người của Phiêu Miếu các không bằng bọn họ, người có nghĩ đến hậu quả hay không? Hậu quả? Hoàng Ban ngạc nhiên, Đinh Vệ đến nhanh mà đi cũng nhanh, chuyện cần giải quyết ở Phiêu Miếu các rất nhiều, y không có khả năng chỉ canh giữ một khu vực ở đây. Y chỉ đến chứng thực tình huống, sự việc lần này có chút biến động là người đứng đầu, y cũng phải sắp xếp một chút. Trong lúc mọi người còn đang buồn bực chuyện bị ép viết bên trong lầu các, lại còn quanh quẩn ở chỗ này không biết đến khi nào, đám người như hữu đạo lại bị gọi đi. Hoàng Ban đem chuyện đinh vệ nhắn nhủ sắp xếp thật tốt, sau đó cũng rời đi, cũng là do đinh vệ nhắc nhở, chín vị thánh tôn đang bất mãn với phiêu miếu các, đang có ý định chấn chỉnh phiêu miếu các, làm sao hắn ta lại không quay về chuẩn bị ứng đối cơ chứ. Vừa về đến đại viện, đám người phù hoa, lãng kinh không, hồng cái thiên, đoạn vô thường đã lập tức chui vào trong phòng như hữu đạo một lát sau thẩm nhất độ cũng chui vào luôn chiều kính chỉ có thể đứng dưới mái hiên trông mong nhìn sang bên này mấy lần muốn qua mà không tiện đừng hỏi ta ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra trong phòng đối mặt với một đám người như hữu đạo liên tục kêu khổ hắn chết sống cũng không chịu thừa nhận mọi người cũng không còn cách nào phù hoa nghi ngờ hỏi chẳng lẽ chuyện tốt mà đinh vệ nói trước kia chính là chỉ cái này lúc nãy hoàng ban có giải thích với bọn họ lần rèn luyện này sẽ so đấu với người của phiêu miếu các nếu bọn họ thắng vị trí có liên quan trong phiêu miếu các sẽ được bọn họ thay vào nói cách khác người tham gia rèn luyện lần này có thể trở thành người của phiêu miếu các hay không quan trọng còn phải xem biểu hiện của bọn họ nghiêu hữu đạo nói các người đừng nhìn ta ta cái gì cũng không biết đoạn vô thường mở quyển sách trong tay yêu hồ theo truyền thuyết sau khi thương tụng mở ra không gian này đã ký ước định với thủ lĩnh yêu hồ ở đây Yêu hồ tộc không được tự tiện xông vào nhân gian. Thương Tùng cũng hứa hẹn tu sĩ nhân gian không được quấy nhiễu sự yên bình của yêu hồ tộc. Chỉ là, sau khi Thương Tùng không còn nữa, tu sĩ nhân gian đã vi phạm lời hứa. Từ lúc thủ lĩnh yêu hồ tộc bị giết, yêu hồ tộc đã thật sự xuống dốc. Hồng Cái Thiên nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Nói cho cùng còn không phải vì quả vô lượng mà đám yêu hồ hay gọi là quả hồ tiên sao? nghiêu hữu đạo gật đầu hắn cũng nghe nói đến truyền thuyết có liên quan tóm lại mặc kệ quả vô lượng hay là quả hồ tiên đó cũng là cấm vật của thánh cảnh là thánh vật giúp tu sĩ kim đan đột phá nguyên anh cảnh tục truyền thứ này chẳng những có thể trợ giúp tu sĩ đột phá nguyên anh cảnh mà còn là thánh vật giúp cho yêu hồ thoát thai hoán cốt biến thành hình người vốn dĩ vật này thuộc về người sau nhưng lại bị người trước trắng trợn cướp lấy nghe đồn yêu hồ tộc có thể biến thành hình người đã bị giết không còn một mảnh số còn lại chỉ là xúc sinh bốn chân chạm đất đang ra sức trốn tránh tuy chúng lợi hại hơn xúc sinh bình thường nhưng nói là hung thú thì lại không đủ thẩm nhất độ lắc lắc quyển sổ trong tay nhắc nhở ngưu hữu đạo ngưu trưởng lão